Tận thế trò chơi ghép hình chương 1650, tiếc hận. Ở trong trí nhớ của Bạch Vụ, lại là lần đầu tiên thấy được người này làm như vậy. Có lẽ là nguyên nhân chán ghét trời mưa, khiến cho Bạch Vụ khi còn nhỏ, rất ít nhận thấy người này làm như vậy. Nghịch Duy ta nhớ được là thi triển ở trên người An Pha, chủ nhân méo mó. An Pha sao? Cách gọi rất có ý tứ, đích xác có thể xưng hô gã như vậy, gã tuy bị phong ấn, nhưng là người thắng cuối cùng nhân viên bán hàng vừa cười vừa nói y toàn thân ướt đẫm nhưng cái dù của bạch vụ thật sự là hơi nhỏ một chút không che được y nghịch duy là một loại thiên phú tước đoạt cảm giác của sinh vật không chỉ là cảm giác còn có nhận thức bạch vụ không nói gì nhưng đại khái đoán được sự ngu dại của nhân viên bán hàng này có lẽ có quan hệ cùng với nghịch duy đây là một loại thủ đoạn đối phó với sinh vật cao duy thiên phú này tuy xếp hạng thứ bảy nhưng đối phó với nhóm sinh vật cao duy cường đại thiên phú này lại là hữu dụng nhất thậm chí vượt qua quy tắc phong ấn nhân viên bán hàng nói càng là sinh vật cao duy phương thức thu hoạch tin tức lại càng nhiều nhân loại thông qua thời gian cùng với không gian hình thành nhận thức thế giới đa chiều mà sinh vật cao duy thì còn có càng nhiều phương pháp nhận thức hơn những gì chúng ta thấy ở trong con mắt của bọn họ đều là một cái thế giới phức tạp nghịch duy chính là thay đổi thế giới phức tạp này trở lại một điểm một lần nữa người bị nghịch duy ảnh hưởng sẽ dần dần đánh mất năng lực cảm giác đối với các chiều thật giống như thế giới nguyên bản chỉ có phương hướng trên dưới trái phải trước sau nhưng nghịch duy sẽ dần dần tước đoạt nhận thức của mục tiêu thế cho nên mục tiêu sẽ dần dần cho rằng thế giới này chỉ có một phương hướng bạch vụ nghe đến đó cảm thấy sự cường đại của thiên phú này cho nên an pha không phải là không thể đi xuống phía dưới mà là trong nhận thức của gã đã không có khái niệm phía dưới tòa tháp sao ta không biết có lẽ là gã bị nghịch duy ảnh hưởng sâu sắc hơn so với ta có lẽ đã đến tình trạng ngay cả cảm giác không gian cũng đã bắt đầu đánh mất nhân viên bán hàng nói đến đây thở dài tuy với tư cách lạc đối ứng hiệu quả của nghịch duy đến chỗ của y đã cắt giảm đi nhiều nhưng trong tầm nhìn của người bình thường thế giới là lập thể mà trong thế giới của y Thế giới gần như phẳng. Cảm giác về khoảng cách của y đã sắp biến mất. Đây là nghịch duy. Hiệu quả của nghịch duy không phải là khiến cho thế giới 3 chiều biến thành thế giới 2 chiều, cũng không phải tương tự như thế giới cao duy biến thành thế giới thấp duy. Mà là khiến cho nhận thức của sinh vật cao duy chuyển hướng thành nhận thức của sinh vật thấp duy. Thật giống như bạch vụ nhìn nhân viên bán hàng, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, đội mũ lưỡi trai, một người mập mạp, hoặc là một người sống sờ sờ nhưng ở trong mắt của nhân viên bán hàng, Bạch Vũ giống như một người giấy. Đây vẫn chỉ là nghịch duy suy yếu, hiệu quả nghịch duy mà An Pha gặp phải càng nghiêm trọng hơn. Nhân viên bán hàng là từ nhận thức của sinh vật ba chiều, chậm rãi biến thành mặt bằng hai chiều. Mà An Pha ở bên trong tòa tháp, đã sắp biến thành một chiều. Cho nên, hầu hết thời gian ngươi có vẻ hơi ngu ngốc là bởi vì nhận thức của người bị nghịch duy ăn mòn sao. Bạch Vũ hỏi nhân viên bán hàng gật gật đầu đúng vậy người có thể coi tòa tháp phong ấn an pha là một tòa trận pháp ta là mắc trận bạch vụ không nghĩ tới dĩ nhiên là loại quan hệ này nhân viên bán hàng tiếp tục nói ta biết sự nghi ngờ của ngươi ta chết đi thì sẽ như thế nào sẽ tạo thành dạng tham số ảnh hưởng gì đối với thế giới chân thật bạch vụ gật gật đầu nhân viên bán hàng cười nói ta cũng không biết có lẽ sau khi ta chết ngưỡng của nhân loại biến thành ác đọa sẽ thấp hơn Quy tắc méo mó trong khu vực sẽ được tạo ra nhanh hơn. Lại có lẽ là, một khi ta chết đi, hiệu quả nghịch duy ở trên người Alpha sẽ biến mất. Bạch vụ trừng to mắt, đây không thể nghi ngờ là một điểm mấu chốt. Vào thời điểm mình gặp được Alpha, Alpha tuy vẫn chỉ có thể đi lên, nhưng tư duy không còn giống như là tư duy của sinh vật một chiều. Đây không phải có nghĩa là, Alpha đã bắt đầu chậm rãi khôi phục nhận thức. Có hay không có nghĩa là, nhân viên bán hàng này, bảy trăm năm nữa sẽ chết đi. Bạch Vũ nói, An Pha, đã trốn ra ngoài, hơn nữa, ta đã gặp gã ba lần, hai lần ở tòa tháp, một lần ở ngoài tháp. Gã đã dường như không gặp rắc rối nghiêm trọng, đây có phải hay không có nghĩa là, bảy trăm năm sau, người sẽ chết. An Pha trong tòa tháp, dù sao cũng có chút chất phát. Nhưng thứ Bạch Vũ nhìn thấy, hẳn là An Pha đã qua thoát khỏi nghịch duy, ý thức ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. 700 năm ngươi sai rồi, ta không sống được lâu như vậy. Nhân viên bán hàng có chút tiếc hận. Trong đầu bạch vụ, rất nhiều tin tức bắt đầu sắp xếp tổ hợp. Trong chớp mắt, hắn cắt tỉa một ít dòng thời gian. Gia ẩn tiến vào tầng 6 tòa tháp là 700 năm trước. Cùng với sau khi bái sư 10 bích mà 10 bích tiến vào thế giới này là vào trước khi gia ẩn tiến vào tòa tháp. Nếu như nhận thức của Alpha bị nghịch duy áp chế, như vậy linh hồn của gia ẩn cũng sẽ không bị trói buộc ở nơi này. Cũng chính là 700 năm trước. An Pha đã thoát khỏi nghịch duy. Chỉ là nghịch duy thật sự là quá cường đại, dẫn đến An Pha khôi phục nhận thức đối với duy độ, mất 700 năm. Cho nên từ trên dòng thời gian mà nói, ngươi rất nhanh sẽ chết. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng có chút tiếc nuối nói, đúng vậy, cho nên người lúc nhỏ, về sau không có ta, thực tiếc nuối, trong thế giới này, người đáng cho ta chú ý không nhiều lắm, ngươi là một người trọng yếu nhất, may mà, hôm nay ta gặp được ngươi, ta biết ngươi không có bởi vì tao ngộ lúc nhỏ. Biến thành một con quái vật mất đi nhân tính, Bạch Vũ ngớ ngẩn. Nhân viên bán hàng vỗ vỗ bờ vai của Bạch Vũ, tay ướt sủng, in dấu bàn tay lên quần áo của Bạch Vũ. Ngươi có thể phát triển đến tình trạng như bây giờ, ta rất vui mừng, Bạch Vũ không thể tưởng tượng, chính mình lúc nhỏ, một người duy nhất nhìn thuận mắt, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, dĩ nhiên là một nhân vật trọng yếu cứu vớt thế giới. Thế giới này, đến cùng còn chôn vùi bao nhiêu bí mật. Bầu không khí có chút bi thương, Bạch Vũ nói sang chuyện khác, nói, nghịch duy khiến cho An Pha dùng 700 năm để khôi phục, nhưng rời khỏi tòa tháp, ý thức cùng với nhận thức của An Pha rõ ràng là càng thêm hoàn chỉnh, đây là bởi vì quy tắc phong ấn. Đúng vậy, thiên phú bốn quy tắc phong ấn, chính là ngăn cách đối với méo mó, cũng là người chế tạo tòa tháp, cha của ta nắm giữ, thiên phú cường đại nhất. Đây là một loại lực lượng lao đi méo mó, ngoại trừ ba loại thiên phú vô thượng xếp hạng ở phía trước quy tắc phong ấn, toàn bộ thiên phú còn lại, năng lực dị biến, quy tắc ngươi biết, cũng có thể bị thiên phú bốn phong ấn. Người chế tạo tòa tháp là cha của người này. Bạch vụ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhân viên bán hàng này. Tỉnh lục ở bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi. Nhân viên bán hàng như là biết sự hoang mang của Bạch Vụ, nói, đây cũng không phải là cha ruột, chỉ là xưng hô ở giữa người sáng tạo cùng với người được sáng tạo, thật giống như, An Pha sáng tạo ra tỉnh nhất cho đến tỉnh lục, mà cha của ta sáng tạo ra ta. Nghe đến đó, Bạch Vụ đã hiểu được. Như vậy xem ra, người chế tạo tòa tháp không chỉ có sáng tạo ra người săn đuổi, còn sáng tạo ra mắt trận trước mắt. Nhưng ông ta cuối cùng vẫn đã tính sai, chẳng lẽ ông ta chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ chết bạch vụ hỏi nhân viên bán hàng thở dài tự nhiên là nghĩ tới ta đã tồn tại mấy nghìn năm sinh mệnh lực của an pha càng cường thịnh tránh thoát đối với tòa tháp càng mãnh liệt cự ly tử vong của ta liền càng gần kỳ thật ông ta đã chuẩn bị cho ta một người tiếp nhận người này là do an pha sáng tạo có thân thể bất hủ người này cũng được cha nhìn trúng từ trước khi an pha sáng tạo người này ý thức còn sót lại cha để lại ở cái thế giới này liền bắt đầu bố cục lần này thần sắc kịch biến là tỉnh lục tỉnh lục bất khả tư nghị nhìn nhân viên bán hàng này cho dù nhân viên bán hàng căn bản không nhìn thấy tỉnh lục bạch vũ cũng đoán được người trong miệng nhân viên bán hàng là ai tỉnh tứ đúng vậy tỉnh tứ nhân viên bán hàng gật gật đầu xác nhận suy đoán của bạch vũ tỉnh tứ có thân thể bất hủ nhưng rất tiếc tỉnh tứ không phải là nhân loại biện pháp đi vào thế giới giếng là không thể thông qua tấm bia đá, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm của giếng, tiến dần lên từng tầng, mày cũng còn chưa có tới nơi này. Y ở tầng 2 liền đã bị mất phương hướng lần này Bạch Vũ hiểu ra, 700 năm trước, cũng chính là hiện tại, nhân viên bán hàng đã không sống được bao lâu. Chỉ cần có nghịch duy, nhận thức của An Pha sẽ không ngừng cắt giảm, cuối cùng sẽ biến thành một cái xác không hề có nhận thức. Nhân viên bán hàng sẽ chết, người chế tạo tòa tháp cũng đã tính được chuyện này, để cho tỉnh tứ tới thay thế nhân viên bán hàng, trở thành mắt trận kế tiếp. Kế hoạch này một khi thành công, an pha trong tòa tháp, liền vĩnh viễn không thể trở mình. Cho dù được giải cứu ra, cũng chỉ là một sinh vật thấp duy, hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng tỉnh tứ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ý thức còn sót lại của người chế tạo tòa tháp, không thể nhìn thấy tương lai xa hơn. Tỉnh tứ không quả quyết, lắc lư bất định, khiến cho tỉnh tứ không thể làm ra lựa chọn, giết chết bằng hữu, tiến vào tầng thế giới sâu hơn. Huống chi nơi này còn không phải tầng 3, nơi này có thể là tầng 4 cùng với tầng 5. Thậm chí tầng càng sâu hơn cũng đều có khả năng. Tỉnh tứ, dừng bước tại tầng 2. Tỉnh tứ về sau, đích xác có được lực lượng cường đại, hấp thu lực lượng méo mó của giếng, lĩnh ngộ giếng ngược. Nhưng lại có thể làm được cái gì? Có lẽ dựa vào tính kế của tỉnh lục, lấy được luân hồi, có thể một mực bảo trì thanh tĩnh, nhưng ở giữa an pha cùng với tỉnh tứ bạch vụ tin tưởng vẫn là an pha mạnh hơn một bậc lịch sử không thể sửa đổi tỉnh tứ sẽ thất bại hoặc là nói tỉnh tứ đã thất bại cái chết của ta là không có cách nào tránh khỏi sau khi ta chết người nắm giữ nghịch duy đã không có người kế tục an pha trong miệng người cuối cùng sẽ tái hiện nhân gian hơn nữa còn lấy dáng hoàng mỹ ấp tái hiện nhân gian Lời tiên tri bi quan của nhân viên bán hàng ứng nghiệm toàn bộ. Alpha đích xác đã một lần nữa xuất hiện ở trên cái thế giới này. Tần tầng tiết lộ ở thế giới giếng, khiến cho Bạch Vũ thấy được rất nhiều bất đắc dĩ. Cho nên không có ba cái thế giới, chỉ có một thế giới. Thế giới này chính là thế giới tòa tháp. Mà bất kể là thế giới nguyên bản của chính mình hay là thế giới giếng, đều giống như một cái chương trình hậu trường được sử dụng để điều khiển các cài đặt và thông số khác nhau của thế giới tòa tháp. Sinh vật nguy hiểm nhất thế giới tòa tháp thì ở trong thế giới lúc nhỏ của mình, do một người bình thường trông giữ. Chẳng lẽ liền không có cách nào giết chết alpha sao? Không có. Ít nhất hiện tại không có. Thân thể bất hủ của alpha là văn minh đời trước, cũng chính là người sở hữu thiên phú cường đại nhất trong chủng tộc của cha chuyển hóa ra, nhân viên bán hàng hơi dừng lại một chút, nói tồn tại đẳng cấp cao hơn so với quy tắc phong ấn thiên phú ba bất hủ không thể bị hủy diệt vĩnh viễn tồn tại ở dạng hoàn hảo liền ngay cả ý chí thế giới cũng không có cách nào phá hủy nó là thứ tồn tại khách quan như thời gian và không gian hoặc giống như căn bệnh ung thư của thế giới này vậy trừ phi hủy diệt thế giới mới có thể cùng nhau loại bỏ thiên phú ba bất hủ bạch vụ xem như nhìn ra từ thiên phú bảy nghịch duy là có thể cảm nhận được sự cường đại của Thiên phú trong top 10 đã vượt xa các thiên phú khác. Mà top 3 lại là một đường ranh giới mới. Nếu như nắm giữ thiên phú 2 thì sao? Hoặc là thiên phú 1? Bạch Vũ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Mưa rơi nhanh cũng nhanh tạnh. Lúc này mưa đã bớt đi rất nhiều. Nhân viên bán hàng nói, chuyện này thật sự có khả năng, thế nhưng mà ai có thể tìm được chứ? Liền ngay cả tỉnh tứ cũng chỉ là đến tầng 2. Cha của ta biết phương thức thu hoạch những thiên phú này, thế nhưng ông ta không dám sử dụng những thiên phú này trong danh sách thiên phú. Hai thiên phú đầu tiên là dùng thiên phú văn tự tiêu ký. Xem như một loại mã hóa. Chẳng qua trong tòa tháp không có ai để ý, dù sao thì thức tỉnh thiên phú trong tốt 100 đều là phượng mau lân giác, thức tỉnh thiên phú trong tốt 10, cho đến nay một người cũng đều không có, thiên phú vạn tượng pháp thân, nói cho cùng cũng là người chế tạo tòa tháp ban cho, mà không phải là thức tỉnh muốn đạt được thiên phú gần phía trước nhất, nói nghe thì dễ. Nhân viên bán hàng tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có người ngoại lai khác đến nơi này, trong đó bao gồm cha của người, nhưng người nên biết, bọn họ đang bị thế giới này bài xích, có lẽ không lâu sau, bọn họ cũng sẽ chết, thậm chí chết trước cả ta. Thiên phú mạnh nhất, ở chỗ sâu nhất của giếng, thế nhưng không có ai có thể đi đến chỗ đó. Bạch Vũ biết được một bộ phận lịch sử, đương nhiên rõ ràng lời nói của nhân viên bán hàng là rất đúng dấu vết màu tím ở phần lưng của mười bích còn có cuộc trò chuyện với bạch viễn trong bệnh viện trong trí nhớ đều đủ để chứng minh mười bích bạch viễn không còn bao nhiêu tuổi thọ bọn họ không thể đi đến tầng thế giới càng sâu hơn mà thiên phú cường đại nhất đủ để chấm dứt hết thảy có lẽ ở chỗ sâu nhất của giếng mảnh vỡ ghép hình tận thế vũ khí thất nguyên tội hẳn là hai chìa khóa khác nhau trong tình huống hiện tại, An Pha đã xuất hiện, thời gian còn lại của nhân loại, toàn bộ đều do tiền nhất tấm tranh thủ. Mà tiến độ sưu tập mảnh vỡ ghép hình tận thế, tính toàn bộ cũng chỉ hoàn thành được thành phố Bách Xuyên. Thục đô, thực thành, đăng lâm, huyền hồi, thậm chí thế giới ngoài sương mù rộng lớn còn có vô số địa phương phải đi thăm dò sưu tập. Cuộn tranh ghép hình to lớn kia có lẽ có thể cởi bỏ câu đố, nhưng thời gian quá eo hẹp. Đây cơ hồ là một sự tình không thể nào làm được. Nhưng Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, dường như đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, ngôn ngữ của người rất bi quan, nhưng người cũng không có tuyệt vọng. Ngươi, Bạch Viễn, Mười Bích, các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Sự hiện hữu của ta, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Trước đó người nói, tỉnh tứ do An Pha sáng tạo, với tư cách là mắt trận, có thể vĩnh viễn còn sống. Tỉnh tứ đã thất bại, nhưng ta đã đi đến nơi này. Tỉnh tứ có được lĩnh vực giống ngược, ta có được lĩnh vực giếng. Tỉnh tứ không quả quyết lắc lư bất định, nhưng ta sẽ không. Ngươi với tư cách đã sống ở thế giới này mấy ngàn năm, lại làm sao có thể cảm thấy hứng thú đối với ta đây còn nhỏ. Tỉnh lục nổi da gà. Cuộc trò chuyện của Bạch Vũ với nhân viên bán hàng này cũng làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Đến bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được sự tồn tại của Bạch Vũ hoàn toàn là một thứ vũ khí tối thượng một lượng lớn manh mối chợt lóe lên ở trong đầu của tỉnh lục. Bây giờ nghĩ lại, chỗ đặc thù ở trên người bạch vụ thật sự là rất nhiều. Nếu như cái chỗ này thật sự là là một loại tầng cấp trong thế giới giếng. Như vậy, không giống như mình cùng với năm vị huynh trưởng, bạch vụ mới thật sự là đảng sinh ở trong giếng, trưởng thành ở trong giếng. Hơn nữa khác với những sinh vật nguyên sinh ở thế giới giếng, bạch vụ sẽ không tương ứng với một tham số nào đó ở thế giới thực như những người này. Bất kể là tại thế giới giếng, hay là tại thế giới thực, Bạch Vũ đều là nhân loại sống sờ sờ. Bởi vì hắn là một người ngoại lai, hoặc là nói cha của hắn là một người ngoại lai. Càng nghĩ càng kinh hãi, tỉnh lục cùng với Bạch Vũ cũng vào thời điểm này nghĩ tới một chỗ. Bạch Vũ nhìn nhân viên bán hàng, thanh âm thậm chí khẽ rung, ta, ta nhớ được người từng nói, ngươi, ngươi có một người em gái đúng không? Nhân viên bán hàng thở dài một hơi, ai, Ngươi thật sự là một đứa trẻ rất thông minh. Hô hấp của Bạch Vũ tăng lên, em gái của ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn phản ứng của Bạch Vũ, nhân viên bán hàng cười cười, đừng có chờ mong đối với một số việc, liền giống như vấn đề này. Có lẽ ngươi không nên tìm kiếm đáp án ở cái thế giới này, em gái của ta chỉ là một nữ nhân phổ thông bình thường mà thôi. Câu này chính là lời mà Bạch Viễn nói, tìm một nữ nhân phổ thông bình thường kết hôn, sinh ra một đứa con trai cũng bình thường. Thế nhưng nhận thức của Bạch Viễn đối với bình thường và phổ thông, hiển nhiên là có trăm triệu điểm độ lệnh so với người bình thường. Thái độ của Bạch Vũ rất kiên định, trả lời vấn đề của ta. Hắn nói xong câu đó, sự linh động trong ánh mắt của nhân viên bán hàng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất. Phản phất như một diễn viên, đang hoàn thành việc chuyển đổi hình tượng của mình. Đây đương nhiên không phải là diễn xuất, mà là nhân viên bán hàng này, lại một lần nữa trở lại trạng thái nghịch duy. Bạch vụ ở trong mắt nhân viên bán hàng, khôi phục lại thành bộ dáng mỏng manh. Thế giới ba chiều cũng giống như một cuộn tranh. Nội dung trong tầm mắt cũng càng ngày càng ít. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, em gái của ta đúng như người suy nghĩ. Nhưng đừng có dừng lại quá lâu. Ở cái địa phương này, người phải đi đến tầng cấp càng sâu hơn. Giống như là hồi quan phản chiếu, thần thái trong mắt nhân viên bán hàng lại khôi phục một lần nữa. Y hung hăng nắm bờ vai của Bạch Vụ Đi tìm mười bích Để cho Y mang người rời đi Tìm kiếm thất nguyên tội cùng với mảnh vỡ ghép hình còn lại Đi đến tầng giống càng sâu Đi đến càng sâu Những lời này rốt cuộc vẫn chưa có nói hết Đến cuối cùng Nhân viên bán hàng hắt hơi một cái Thần thái ngu si trở lại trên mặt của Y một lần nữa Ăn, ăn gà rán không Nhân viên bán hàng lộ ra vẻ mặt chất phát nhìn Bạch Vụ bạch vụ lắc đầu tĩnh lục thở dài cho dù còn thời gian y cũng sẽ không nói cho ngươi biết mọi chuyện bởi vì nơi này dính đến rất nhiều nhân quả tĩnh lục như thể cũng đoán được suy nghĩ của bạch vụ bạch vụ không có cố kỵ ta luôn tò mò không biết mẹ ta là ai vào thời điểm ở hoàng tuyền đảo mười bích vong linh xuất hiện cũng từng nói về đề tài này chỉ là lúc đó ta không thể mở miệng nói chuyện bằng không liền sẽ bị quy tắc thôn phệ đây là lần thứ hai vào thời điểm lại sắp đạt được manh mối nhưng lại thất bại. Bạch Vũ có chút quẻ oải. Mẹ của mình rốt cuộc là một người như thế nào? Nàng đóng vai trò gì trong thế giới này? Ảnh hưởng đối với thế giới thực lại là như thế nào? Bạch Viễn đi tới đây là vì trốn tránh thuần túy hay là có mưu đồ khác? Quá nhiều hoang mang cùng với uể oải khiến cho Bạch Vũ cảm thấy sương mù phía trước trùng điệp. Những nỗ lực của nhóm thế hệ vàng 700 năm trước rốt cuộc là cái gì? Tỉnh lục hiếm khi nói lời an ủi, tối thiểu, người đã biết được nàng xác thực tồn tại. Hơn nữa, ngươi cũng đã xác nhận suy đoán của ngươi, Bạch Viễn, Mười Bích, còn có mắt trận, bọn họ đều là có quan hệ cùng với người chế tạo tòa tháp. Bọn họ cũng đều có quan hệ với việc người sinh ra, tự nhiên, Mười Bích cũng sẽ biết tung tích mẹ của ngươi. Xem ra, Mười Bích vẫn đã lừa gạt người rồi. Câu vẫn đã lừa gạt người rồi của tỉnh lục này, bỗng nhiên khiến cho Bạch Vụ nghĩ tới cái gì mưa rơi đã dừng lại bạch vụ rời khỏi quán cà phê này ta có lẽ bị mười bích lừa nhưng không phải là một câu này mà có thể xác định chính là ngươi cũng bị mười bích lừa trước đó không lâu bạch vụ cũng đã từng hỏi thăm mười bích về chuyện mẹ của mình mười bích nói đó là một nữ nhân phổ thông bình thường đây không thể nghi ngờ là nói dối đích thực là đang gạt người nhưng bạch vụ cũng không có tin tưởng trên thực tế bạch vụ đối với đại đa số lời nói của mười bích đều ôm thái độ hoài nghi tuy cũng giả thiết lời nói của mười bích là nói thật dùng để suy đoán một ít tin tức nhưng ở sâu trong nội tâm vì phòng ngừa bị mười bích lừa gạt bạch vụ cũng không có chân chính tin tưởng những lời này đây cũng là một loại phương thức bạch vụ ứng đối với mười bích mặc kệ lời nói của kẻ lừa gạt có tính hướng dẫn như thế nào chỉ cần mình vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi cũng sẽ không bị lừa ta cũng bị lừa không có khả năng, mỗi một câu của y, ta đều là bán tính bán nghi. Tỉnh lục rất nghi hoặc. Bạch vụ gật gật đầu, thị trấn nhỏ sau cơn mưa đối với bạch vụ mà nói như thể có chút lạ lẫm. Hắn không có vội vã đi đến chỗ của mười bích, mà là chậm rãi đi tới. Bởi vì trong đầu còn có rất nhiều manh mối cần chảy vuốt. Hắn trả lời tỉnh lục, ngươi còn nhớ hay không, mười bích hỏi một vấn đề kỳ quái. Vấn đề gì? Y hỏi ta, bên người có hay không có một bằng hữu không nhìn thấy bạch vụ dừng bước lại nhìn thẳng tỉnh lục lúc ban đầu tỉnh lục còn không nghĩ ra hàm nghĩa của những lời này chỉ là giống như bạch vụ trực giác mười bích có vấn đề hiện tại tỉnh lục bỗng nhiên ý thức được chỗ có vấn đề kẻ lừa gạt cần lừa gạt thành công mới có thể thu hoạch một phần lực lượng của đối thủ có hay không có khả năng y là lấy được một phần lực lượng của ngươi bởi vậy mới nhận ra sự hiện hữu của ngươi bạch vụ điểm ra đáp án Tỉnh lục có chút khó chịu. Đây là dòng thời gian 700 năm trước, cũng tức là chính mình 700 năm sau, sẽ bị 10 bích 700 năm trước lừa gạt, khiến cho 10 bích lấy được một bộ phận lực lượng nhân quả. Nhưng mình cũng giống như bạch vụ, đối với lời nói của 10 bích vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi. Hiện tại xem ra, lời nói của 10 bích là không có bao nhiêu sự thật. Nếu như 10 bích nhìn thấy nhân viên bán hàng kia, như vậy 10 bích tự nhiên sẽ biết, thế giới này chính là một tòa tháp mà không phải cần hoài nghi cái gì. Cũng chính là, cuộc nói chuyện giữa Bạch Vũ cùng với Mười Bích, nhìn như Bạch Vũ đang tìm kiếm manh mối, trên thực tế, đều là một hồi khảo thí cùng với dẫn đạo của Mười Bích đối với Bạch Vũ. Khảo thí năng lực của Bạch Vũ, cùng với dẫn đạo Bạch Vũ tìm kiếm nhân viên bán hàng kia. Đây thật sự là một tên gia hỏa đáng sợ, nhưng vấn đề ở chỗ đi rốt cuộc là lừa mình và Bạch Vũ ở chỗ nào. Bạch Vũ cũng nghĩ không thông, từ khi bắt đầu nhìn thấy Mười Bích, hắn đối với mỗi một câu mà mười bích nói đều chưa từng tuyệt đối tin tưởng nếu mình bị mười bích lừa như vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề tĩnh lục lại điểm ra một câu mấu chốt nếu như thế giới này không có méo mó mười bích làm như thế nào sử dụng thiên phú của chính mình y đã từng nói lực lượng của y cùng với bạch viễn không phải là ngay từ đầu liền biến mất bạch vụ trả lời theo bản năng nhưng rất nhanh bạch vụ cảm thấy trong lời này có vấn đề cũng chính là có khả năng cho đến nay còn chưa triệt để biến mất kẻ lừa gạt vẫn sẽ sinh ra hiệu quả càng ngày càng hoang mang tiếp xúc ngắn ngủi cùng với mười bích nhìn như lấy được nhiều lợi ích nhưng bây giờ lại không có cách nào phân biệt câu nào của đối phương là nói thật câu nào là nói dối bạch vụ di chuyển bước chân thậm chí điểm này mười bích cũng nói dối cũng không đến mức lừa gạt ta bởi vì câu nói kia ta cũng ôm thái độ hoài nghi nếu mười bích lừa gạt ta y rốt cuộc là đã lừa gạt ta ở điểm nào tính chất đặc biệt của thiên phú kẻ lừa gạt bạch vụ còn chưa rõ ràng nhưng nhìn bộ dáng tốn công tốn sức của gia ân rất hiển nhiên phán định lừa gạt là tương đối nghiêm khắc những loại vật thiên phú này rất tùy thuộc vào người sử dụng mười bích thế nhưng là thủy tổ có lẽ nắm giữ thiên phú tiến cấp cũng chưa biết chừng cũng chính là mười bích sử dụng kẻ lừa gạt phán định có lẽ không đồng nhất cùng với gia ẩn Nói ngắn gọn, kẻ lừa gạt của gia ẩn, chỉ có thể coi là nhập môn, kẻ lừa gạt của mười bích, sử dụng có thể nói là dày công tôi luyện. Nhưng thậm chí như thế, muốn lừa gạt mình, cũng tất nhiên phải lừa dối chính mình về một điều mà chính mình vô cùng tin tưởng. Rốt cuộc là cái gì đây? Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với mười bích, người và ta đều hiểu được người này là một kẻ lừa gạt, cho nên ta tin tưởng người giống như ta, đều ôm thái độ hoài nghi đối với mỗi một câu của y. Bạch vụ một lần nữa nói với tỉnh lục Tỉnh lục gật gật đầu Nói tiếp theo lời của bạch vụ Ngươi và ta biết điểm này Như vậy lâm duệ Hoặc là nói quái nhân mặt nạ thứ nhất liền không thể không biết điểm này Còn nhớ rõ mười bích đã nói không Y là thông qua lừa gạt quái nhân mặt nạ thứ nhất Lấy được phương pháp chế tác tấm bia đá Giả thiết câu nói kia là thực Như vậy y là dùng phương thức gì lừa gạt quái nhân mặt nạ thứ nhất Thế hệ vàng năm đó Không có kẻ đần có lẽ chỉ có tiểu ngư kiền bởi vì tình yêu mà mù quáng thoáng có chút ngu ngốc nhưng tiểu ngư kiền không có tiếp xúc cùng với mười bích mà ba ca sinh động nhất bạch viễn mười bích quái nhân mặt nạ thứ nhất trong ba người bọn họ có lẽ quái nhân mặt nạ thứ nhất là tương đối không thông minh nhất nhưng trên thực tế quái nhân mặt nạ thứ nhất không đần quái nhân mặt nạ thứ nhất rất rõ ràng mình bị bạch viễn lợi dụng chỉ là bố cục của quái nhân mặt nạ thứ nhất càng lớn hơn nguyện ý bị lợi dụng người như vậy đương nhiên sẽ cảnh giác lời nói của mười bích nhưng dù vậy mười bích vẫn đã thành công lừa gạt quái nhân mặt nạ thứ nhất lấy được lực lượng của quái nhân mặt nạ thứ nhất cũng bởi vậy mười bích mới có thể theo sát phía sau bạch viễn lợi dụng tấm bia đá tiến vào thế giới này bạch vụ cùng với tỉnh lục cuối cùng vẫn không biết rõ được là câu nào của mười bích đã khiến cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ may mà lấy thực lực của bạch vụ một lần nữa đi đến chỗ của mười bích cũng không khó. Ở ngoài thị trấn nhỏ, tại bãi rác. Vào thời điểm Bạch Vụ một lần nữa đi đến chỗ ở của Mười Bích, Mười Bích đã biến mất không thấy. Bạch Vụ chỉ thấy được hai tách trà nóng. Đồng thời Bạch Vụ cũng ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc khử trùng. Bạch Viễn đã tới. Bạch Vụ rất quen thuộc với mùi thuốc khử trùng này. Kết hợp với chính mình trở lại thị trấn nhỏ, nhìn Bạch Viễn lái chiếc xe SUV rời đi, Bạch Vụ xác định lúc đó vẻ mặt của Bạch Viễn có chút cổ quái, chắc là nhận được điện thoại của 10 bích. Hắn chưa từng nghĩ tới, Bạch Viễn cùng với 10 bích lại là loại quan hệ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt kia. Bởi vì ở trong trí nhớ của Bạch Vụ, Bạch Viễn cùng với 10 bích là loại trò chơi mèo vần chuột kia, cạnh tranh với nhau kia. Nhưng vào giờ khắc này, một đạo linh quan hiện lên, Bạch Vụ đột nhiên hiểu được 10 bích rất cuộc đã lừa chính mình ở chỗ nào vì sao chính mình sẽ tin tưởng không nghi ngờ đối với lời nói dối trên bàn trà để lại một trang giấy đây là những gì hai người uống trà mười bích và bạch viễn để lại sau khi uống trà cũng là câu trả lời cho toàn bộ sự kiện bạch vụ cầm tờ giấy này lên nội dung bên trong chứng thực phỏng đoán của bạch vụ tiểu bạch thân ái tuy trong ấn tượng của ta ngươi vẫn là cậu bé tội nghiệp thiếu thốn tình cảm thuở nhỏ nhưng hôm nay ta phải nói ta rất cao hứng chắc hẳn người đã có chỗ đề phòng đối với ta, cho nên những gì sau đây là sự thật. Đương nhiên, người vẫn có thể lựa chọn bảo trì thái độ hoài nghi để đối đãi với nội dung trong bức thư này. Đầu tiên, hãy vạch trần sự hoang mang của ngươi, có lẽ vào thời điểm người thấy được chén trà, ngươi đã hiểu được, ta thích uống trà, Bạch Viễn cũng thích uống trà. Chúng ta có sở thích chung. Sau đó người sẽ nghĩ, ta cùng với Bạch Viễn thật sự là địch nhân vốn có sao. Bạch Vũ không có xem hết bức thứ, vào thời điểm nhìn đến đây, Bạch Vũ nổi da gà. Bạch Viễn đang nghe truyện trên TV Audio CV cùng với 10 bích là địch nhân vốn có, đây là sự tình mà toàn bộ người nhận thức bọn hắn 700 năm trước đều biết. Là sự tình mà Bạch Viễn vẫn luôn quán thâu tư tưởng cho chính mình. Bạch Vũ tiếp tục nhìn xuống, ảo thuật gia không nên dễ dàng tiết lộ trò ảo thuật của chính mình, nhưng ta đã từ trên người ngươi lấy được đồ vật ta muốn. Đương nhiên, sự xuất hiện của ngươi là một chuyện ngoài ý muốn mặc dù không có sự xuất hiện của ngươi kế hoạch của ta cùng với bạch viễn cũng sẽ tiếp tục áp dụng một ngày nào đó trong tương lai ngươi sẽ xuất hiện trong thế giới ban đầu của chúng ta mà không gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nghĩ đến người đã biết điều này về phần thiên phú của ngươi cũng sẽ là năng lực sống sót ban đầu của ngươi và điểm mạnh nhất của ngươi miễn dịch tâm tình còn có đặc tính có thể sử dụng thiên phú cùng với năng lực ác đọa ở trên người của ngươi ngươi không cần biết những thứ này tới từ đầu người chỉ cần biết người là một tác phẩm vĩ đại cho dù người vẫn còn có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt sau đó sự xuất hiện của ngươi sẽ kéo dài thời gian cho ta hơn nữa còn bổ sung năng lực cho ta quy tắc phong ấn là một loại thiên phú đáng sợ lực lượng của ta cùng với bạch viễn ở chỗ này trở thành sản phẩm tiêu hao hiện giờ người giống như là một nguồn bổ sung năng lượng thông qua kẻ lừa gạt ta một lần nữa lấy được bổ sung Điều này làm cho ta đối với kế hoạch đằng sau có nắm chắc hơn. Như vậy hiện tại, ta sẽ cởi bỏ câu đố, ngươi rốt cuộc là bị ta lừa gạt ở đâu, kỳ thật ngươi cũng đã có mạch suy nghĩ nhất định đúng không? Đó chính là ta cùng với Bạch Viễn, từ trước đến nay cũng không phải địch nhân vốn có. Sự hứng thú của ta đối với Bạch Viễn, cũng không có nồng hậu dày đặc như vậy, tương phản, ta giống như Bạch Viễn, cảm thấy hứng thú nhất đối với đồ vật nguồn cội ví dụ như Tỉnh. Còn nhớ hay không ta đã từng nói một câu Ta đỏ sức cùng với Bạch Viễn Là muốn công bình tuyệt đối Cho dù có đôi khi ta nắm giữ ngoại lực Ta cũng sẽ từ bỏ sử dụng những ngoại lực này Những lời này Kỳ thật chính là cố ý muốn cho người hiểu rằng Ta vẫn nắm giữ ngoại lực trong tay Lực lượng của ta vẫn chưa bị tiêu trừ hoàn toàn Ngươi vốn là người thông minh Nhất định sẽ vì chuyện này mà đề phòng Cho là ta có khả năng cũng chưa hoàn toàn biến thành một người bình thường ta chỉ là bởi vì muốn quyết đấu công bình cùng với Bạch Viễn, mà bỏ qua sử dụng những ngoại lực này. Cho nên kế tiếp, ta chỉ cần báo cho người ta là một người bình thường, người sẽ cho rằng ta đang nói xạo. Nhưng bởi vậy, ngươi liền không thể không chuyển dời lực chú ý, càng thêm tin tưởng nửa câu đầu của ta, ta sẽ vì Bạch Viễn, mà từ bỏ sử dụng ngoại lực. Cũng chính là, ngươi sẽ càng thêm tin tưởng, sự cố chấp của ta đối với Bạch Viễn. Ha ha ha, về phần lão Bạch, ta xác thực tương đối cố chấp đối với y, nhưng hết thảy, đều là ta giả bộ. Lúc trước bởi vì tinh thần lực của tiểu ngư kiền, dẫn đến người nông trường chúng ta, cũng sẽ vô thức cho rằng màu sắc và hoa văn quyết định tư chất. Lão Bạch khiến cho ta từ ca biến thành mười, đích xác khiến cho ta nghi ngờ bản thân. Nhưng ta đối với Lão Bạch, cũng chỉ có cảm kích. Bởi vì y khiến cho ta hiểu được một sự kiện, mị lực lừa gạt. Cho nên về sau, ta chỉ đơn giản là đóng vai một người khăng khăng muốn trả thù y điều này thật logic làm sao có thể lừa được tất cả những ai có thể bị lừa chỉ cần dẫn dắt một chút bọn họ sẽ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ đối với chuyện này thiên phú kẻ lừa gạt cũng bởi vậy mà được phán định thành công chẳng qua ta gạt được tất cả mọi người chưa hẳn đã có thể lừa gạt được lão bạch cho nên sau khi cân nhắc ta lựa chọn liên thủ cùng với lão bạch ngươi cũng biết chuyện thú vị mà người như y cảm thấy hứng thú nhất chính tà trận doanh ngược lại cũng không quá quan trọng cho nên người bị gạt không oan ủng dù sao ngươi cũng không phải là bị một mình ca bích lừa ngươi là bị ca bích cùng với ca cơ liên thủ lừa cũng chỉ có lực lượng của lão bạch ta không thể lấy được nhưng cũng không thành vấn đề lão bạch đã đã đề ra một tương lai hoang đường vượt qua sức tưởng tượng một kế hoạch vĩ đại kế hoạch này xác thực có liên quan cùng với người thế nhưng ta chỉ có thể nói đến đây thế giới này không chào đón ngươi tay người bị méo mó bao phủ, nhưng nếu như đợi ở cái thế giới này quá lâu, quy tắc phong ấn cũng sẽ có hiệu lực. Cái chết của ta cùng với lão Bạch là không thể tránh né. Kế tiếp ở cái thế giới này là sân khấu của ta cùng với y, hoặc cũng là sân khấu của người còn nhỏ, còn đối với người hiện tại, tốt nhất vẫn là đến từ đầu thì trở về đó. Ta tin tưởng bằng hữu của ngươi, đã nói cho người rất nhiều chuyện, đây là một tòa tháp, yêu cầu chúng ta đi đến chỗ sâu nhất tòa tháp. Về phần phương thức rời đi, ta đã chế tạo tấm bia đá. Dùng ánh mắt của ngươi, ngươi sẽ tìm được phương pháp rời đi phong thư đến nơi này, liền kết thúc. Bạch vụ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ở trên hoàng tuyền đảo, mười bích phong linh cùng với bạch viễn gặp nhau. Và tất cả những gì bạch viễn đã nói với chính mình về mười bích kể từ trước cho đến nay, đều là đang làm nền cho mười bích lừa gạt mình. Không chỉ là chính mình, liền ngay cả quái nhân mặt nạ thứ nhất cũng tin tưởng không nghi ngờ dùng vô số năm để thiết lập một địch nhân vốn có làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ đạt được sự tín nhiệm và lực lượng của mọi người mới từ từ hé lộ đáp án chưa bao giờ có địch nhân vốn có chỉ là hai kẻ lừa đảo liên thủ mà thôi bạch vụ cười khổ tỉnh lục cũng cười khổ chúng ta bị lừa không oan đúng vậy xem ra tiếp theo ta phải đi theo lộ trình mà y đặt ra ngươi không định phản kháng sao tỉnh lục có chút nghi hoặc ta chỉ là đánh cuộc thêm một lần nữa Ta cá là Bạch Viễn cùng với 10 bích, cuối cùng là đứng ở phía quái nhân mặt nạ thứ nhất, ngươi thật sự là một kẻ điên. Lần này không phải là điên, là địch cùng với hai lão lừa đảo này, ta ngược lại là tình nguyện lựa chọn giống như quái nhân mặt nạ thứ nhất, đối mặt với méo mó một mình. Hơi dừng lại một chút, Bạch Vũ nói, ta nên đi đến tầng 3 chân chính. Ở bên ngoài sương mù, tại thành phố Tan Thiết. Cách đây không lâu, theo người nào đó đại náo một phen ở trong giếng, thành phố giếng phát sinh một vụ bạo loạn quy mô lớn vụ bạo loạn này dẫn đến giao thông ở thành phố giếng tê liệt hơn nữa uy tín của bảy đại tập đoàn cũng giảm xuống không ít đồng thời đối ứng với thành phố giếng nồng độ méo mó trong rất nhiều khu vực tại thế giới thực đầu giảm xuống một cách bất thường trong đó cũng bao gồm thành phố tan thiết thành phố tan thiết hiện giờ bị kẻ thù bên ngoài bao vây tất cả những điều này đương nhiên là do tập đoàn khải ân ở phía sau màn thúc đẩy mỗi một lần cũng sẽ lợi dụng ác đọa làm anh hùng trong tập đoàn của chính mình để chống đỡ ác đọa đến từ ngoài thành phố Tan Thiết. Nhưng trên thực tế hai bên đều là một phe. Chỉ là trước đó không lâu, tập đoàn Khải Ân đã chi rất nhiều tiền tiến hành quảng cáo và thực hiện vô số tuyên truyền để quảng bá cho anh hùng, một ác đọa có được ba năng lực dị biến hoàng mỹ, biến thành nhân loại. Sau khi biến thành nhân loại, thậm chí khả năng trở thành ác đọa một lần nữa sẽ vĩnh viễn mất đi. Vào trước khi trở thành ác đọa nàng là một phụ nữ mai nam bình thường chồng nàng đã chết trên đường đến thành phố tan thiết về sau bởi vì không muốn trở thành công cụ sinh con nàng quyết định đi đến một bộ phận khác của tập đoàn khải an thánh địa anh hùng cái gì gọi là thánh địa anh hùng chính là địa phương chế tạo ác đọa những người khác nhau có những tiềm năng khác nhau sau khi họ biến thành ác đọa tập đoàn khải ân hiện đang nắm trong tay vô số ác đọa nhưng tiềm năng của những ác đọa này nói chung là thấp chỉ những người có chấp niệm to lớn về cuộc sống mới có thể ở trong quá trình ác đọa, đảng sinh ra năng lực dị biến hiếm hoặc là hoàn mỹ. Mà hiện giờ, phát sinh sự kiện ngược ác đọa, một ít anh hùng biến thành nhân loại. Nhất là người đứng đầu bản tập đoàn Khải Ân kia. Cuối cùng, kết cục của vị nữ ác đọa anh hùng này là tiếp tục trở lại khu Bắc, một địa phương chuyên thu nạp tinh trùng của Nam giới, cùng với để cho nữ nhân sinh con cũng chính là trang trại chăn nuôi bạch vụ nhìn thấy ở trong gợi ý nhân loại ở đây giống như gia súc cung cấp máu cung cấp tất cả các loại tâm tình tiêu cực và cung cấp trẻ sơ sinh tất nhiên tất cả những điều này đều khoác lên chiêu bài tự do bọn hắn dường như không ép buộc ai nhưng những quảng cáo tràn ngập trên tv những lời tuyên truyền từ trên xuống và những khẩu hiệu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi đã ảnh hưởng một cách tinh vi đến mọi người cuối cùng với những phần thưởng hậu hĩnh không có nhiều sự lựa chọn cho nhân loại để tồn tại trong thành phố này trải qua đủ loại thống khổ không ngừng phát ra tâm tình tiêu cực ở một ngưỡng nhất định hoặc chính là cung cấp máu và khả năng sinh sản cái sau là đáng sợ nhất tập đoàn khải ân sẽ thu xếp những phụ nữ sinh con lần đầu vào một nơi sau khi đứa con chào đời còn chưa kịp đứa con trong lòng rất nhanh sẽ bị chuyển đến khu vực tiếp theo tất cả nữ nhân trong khu vực này toàn bộ là sinh con lần thứ hai. Đương nhiên, trong khu vực sinh con lần thứ hai, nhân số rõ ràng ít hơn đáng kể. Mà khu vực như vậy có tổng cộng 7 cái. Trên thực tế nếu như thể chất của nhân loại có thể vượt qua cực hạn, tập đoàn Khải Ân sẽ không ngại làm ra 8 cái, 9 cái. Nhưng về cơ bản không có người nào có thể sinh sản nhiều lần như vậy mà vẫn sống được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là từ trước đến nay, thành phố tan thiết còn chưa có đủ thời gian để thử nghiệm các phương thức khác. Tất cả những người cung cấp máu, tâm tình và trẻ sơ sinh cho ác đọa cuối cùng cũng sẽ bị tẩy não. Bọn họ sẽ tuyên truyền sự tốt đẹp của nơi này đối với bên ngoài, thu hút nhiều người đến hơn. Nhưng tất cả những điều này ít nhiều đều có bóng dáng của thuật thôi miên. Trong khu vực sương mù, hoàn cảnh của nhân loại ở chỗ tránh nạn tuy ác liệt hơn rất nhiều, nhưng nhân loại trong này lại có tự do thực sự. Ngoài biển, nhân loại ở bên trong thuyền cứu nạn đang phải chịu đựng nhiệt độ cực lạnh nhưng dù vậy trong lòng bọn họ vẫn ôm hy vọng chỉ có thành phố tan thiết theo tập đoàn khải ân không ngừng tuyên truyền là thánh địa nhân loại pháo đài cuối cùng của nhân loại cũng không phải là chuẩn bị cho nhân loại sinh tồn nhân loại trong lúc vô tình bị biến thành ác đọa bị sinh vật méo mó nuôi nhốt như súc vật bị tinh thần lực cường đại khống chế khiến cho bọn họ không thể ý thức được điểm này thế cho nên bọn họ liền ngay cả ý chí phản kháng cũng đều không có. Hết thảy phản phất như đã trở thành sự tình hợp tình hợp lý, đã trở thành một loại thái độ bình thường. Tại cái thành phố này, nhân loại bán đi bất kỳ vật gì trên người mình, đều không có bất kỳ đắn đo nào về đạo đức. Tương phản, trong nội tâm sẽ bởi vì một loại ám chỉ nào đó, cảm thấy tất cả đều là chuyện phải làm. Muốn khiến những nhân loại này ý thức được tình cảnh của mình, ý thức được chính mình không còn sống theo cách của một con người, Cách duy nhất là dỡ bỏ sự giam cầm tinh thần này. Mà người duy nhất có thể giải trừ tất cả, chỉ có vị ở trong nông trường kia. Nói cho cùng, tập đoàn Khải Ân cũng chỉ là một lá bài của chủ nông trường tinh nhất mà thôi. Tại khu vực không xác định, trong nông trường. Trong số 9 nông trường được phân bố theo hình dạng cửu cung, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn trước đó, chính nông trường quạng cô ẻ không ít cánh tay cực lớn tràn đầy miệng tà ác kia đã thôn vệ không ít trẻ em trong nông trường những loại vật phẩm trẻ em này ở trong nông trường từ trước đến nay không thiếu trước kia đều là do tỉnh nhất tự mình chọn lựa hiện tại tỉnh nhất trọng thương những đứa trẻ trong nông trường liền do người thành phố tan thiết chọn lựa có thể đoán được chính là chất lượng của ca chỉ sợ theo thời gian chuyển dời sẽ càng ngày càng kém tuy thế hệ ca khê vân tử này kém xa so với thế hệ vàng nhưng tóm lại cũng đã từng tạo thành phiền toái cho đám người bạch vụ. Thậm chí cũng từng có tâm tư phản bội chạy trốn nông trường. Nhưng ca tương lai liền chưa hẳn. Ở nông trường số 7, nông trường đã từng sinh ra thế hệ vàng, trong giáo đường, tỉnh nhất thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho khan Thương thế của gã vẫn còn chưa khôi phục. Trước đó không lâu giao thủ cùng với gã đầu trọc thần bí nào đó, khiến cho tỉnh nhất lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. May mà rất nhanh, gã cũng biết rõ ràng chân tướng. Tỉnh nhất tự nhiên sẽ không chết. Nhưng gã biết rõ, khác với mấy huynh đệ tỉ muội khác, chính mình cuối cùng sẽ trả lại cho chủ nhân méo mó. Người có được lực lượng nhân quả, kiên kỵ nhất là nhìn sinh tử của mình. Nhưng mặc dù không cần lực lượng nhân quả, tỉnh nhất cũng nhìn thấy tương lai của mình. Dù sao, so với năm tồn tại họ tỉnh khác, gã đối với chủ nhân méo mó mà nói là càng thêm đặc thù và trọng yếu những ngày này, tỉnh nhất vẫn đang một mực khôi phục cùng với điều dưỡng. Gần như sẽ không đi ra khỏi giáo đường, về phần những đứa trẻ trong nông trường, những người mẹ và các kỳ thi khác nhau để xác định từ chất kia, tỉnh nhất cũng không có cách nào chú ý đến. Giáo đường ở nông trường số 7, dĩ nhiên là một tòa cấm địa. Không có sự cho phép của tỉnh nhất, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Nhưng Đỗng Niệm Ngư là một ngoại lệ. Một ngày trước, Đỗng Niệm Ngư liền trở về nông trường. Muốn từ thế giới ngoài sương mù trở về nông trường, nàng cũng hao phí không ít thời gian. Trong thời gian một ngày, Đỗng Niệm Ngư đều đang dàn xếp hai người ngoại lai. Biết được tỉnh nhất trở về, Đỗng Niệm Ngư còn lo lắng sẽ bị tỉnh nhất nhìn ra cái gì, nhưng sau khi biết được sự tình tỉnh nhất trọng thương, bế quan ở giáo đường nông trường số 7, trái tim treo cao của nàng cũng được đặt xuống. Buổi trưa hôm đó, Đỗng Niệm Ngư dàn xếp xong hai người khách không mời mà đến, khúc lan, thẩm thù nguyệt liền bắt đầu tìm kiếm tỉnh nhất nói chuyện nàng nhất định phải biết tỉnh nhất hiện tại bị thương nặng như thế nào muốn biết rõ thẩm thù nguyệt cùng với khúc lan có bao nhiêu thời gian để thăm dò nông trường đổng niệm ngư gõ cửa ngoài giáo đường để ta gặp người một chút tỉnh nhất đổng niệm ngư chỉ là một cổ phân liệt thể hoặc nói lại là một cổ phân liệt thể tiểu ngư kiền bị bạch viễn lừa gạt cùng với vứt bỏ những phân liệt thể của tiểu ngư kiền cũng là ca đổng niệm ngư từ một khía cạnh nào đó mà nói cũng thuộc về thế hệ vàng ca thế hệ kia cũng sẽ không coi tỉnh nhất như cha đổng niệm ngư cũng vậy vào đi con của ta thanh âm của tỉnh nhất lộ ra một chút suy yếu cửa giáo đường có một đạo phong ấn do tỉnh nhất lưu lại sau khi được tỉnh nhất cho phép phong ấn hóa thành màn sương mù đen tản đi theo gió cửa giáo đường chậm rãi mở ra Tỉnh nhất bình tĩnh ngồi trên ghế cầu nguyện trong giáo đường, trong không khác gì ngày xưa. Động niệm ngư lại có thể cảm giác được, tỉnh nhất hiện tại rất suy yếu, tỉnh tứ làm sao vậy? Lão tứ đích xác có thực lực này, nhưng không có quyết đoán. Khiến cho ta bị thương nặng như vậy, là hóa thân của ý chí thế giới. Nghĩ tới cả đầu trọc kia, tỉnh nhất còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải là thôi diễn rất nhiều lần, tin chắc rằng chủ nhân méo mó đã xuất hiện, tin chắc rằng gã đầu trọc kia đã chết, những ngày này gã e rằng sẽ khó ăn khó ngủ. Trong người có vẻ sẽ không khá hơn trong một thời gian, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, ta biết, chủ nhân đã hàng lâm, sau khi chủ nhân tìm về toàn bộ thân thể, hết thảy cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái thế giới mới sẽ rất nhanh đến, vẻ mặt của Tỉnh Nhất chỉ có thỏa mãn cùng với vui sướng. Thôi diễn nhân quả nhiều lần, gã đã không tìm được bất kỳ tồn tại nào có thể ngang hàng với chủ nhân méo mó. Đổng Niệm Ngư hoàn toàn không để ý những chuyện này phải bao lâu nữa người mới khỏe lại được. Ta muốn gặp mặt Bạch Viễn, ngươi có thể giúp ta không? Tỉnh lục đã từng dùng lý do này lôi kéo ta, ta biết y có lẽ đã chết rồi, nhưng có lẽ còn có những biện pháp khác có thể nhìn thấy y. Nếu như ngươi không làm được, có thể van cầu vị thần kia hay không? Ánh mắt của tỉnh nhất mang theo yêu thương, mặc dù trong 700 năm, ta một mực báo cho ngươi, dẫn đạo ngươi, ngươi người vẫn cố chấp đối với y. Nếu như là thường ngày, tỉnh nhất sẽ tiếp tục dẫn đạo đổng niệm ngư nhưng hôm nay thái độ của tỉnh nhất rất khác thường tỉnh nhất thấy được một cái tương lai nào đó cho nên không thèm che giấu nói bạch viễn đã làm chuyện không thể tha thứ đối với người nhưng nói đến cũng rất thú vị ngươi ngươi còn có nhóm đồng loại của ngươi cũng sẽ tha thứ cho y thậm chí có một đoạn thời gian ta cũng sẽ nghĩ chỉ cần lão tam tìm bọn họ trở về ta cũng sẽ tha thứ cho bọn họ chỉ là lúc đó ngay cả ta cũng không biết mấy người bọn họ đã nhận được gợi ý của chủ nhân trật tự ai sẽ không thích những đứa bé thông minh khả ái như vậy thế nhưng đứa bé bạch viễn này là không có tâm bạch viễn không có tâm tỉnh nhất nói một chút cố sự về bạch viễn bạch viễn đã từng rất chấp mê tại thăm dò tâm tình nhân loại những vật vui giận buồn sợ này khiến cho bạch viễn rất hoang mang người là truy cầu vui vẻ bạch viễn cũng vậy y đã từng hỏi tỉnh nhất làm thế nào mới có thể vui về. Ở trong mắt tỉnh nhất, địa vị của Bạch Viễn cùng với những đứa trẻ khác là hoàn toàn bất đồng. Nếu như có thể, tỉnh nhất thậm chí hy vọng trong tương lai cứu ra chủ nhân méo mó, sẽ thỉnh cầu chủ nhân méo mó vĩ đại, ban tặng cho Bạch Viễn nghi thức võ trứng. Cho nên từ một khía cạnh nào đó mà nói, tỉnh nhất là coi Bạch Viễn như thân tính tài bồi. Giọng điệu của tỉnh nhất mang theo một chút tiếc nuối, sự vui vẻ của nhân loại, chẳng qua cũng chỉ có vài loại như vậy thỏa mãn đồ ăn thỏa mãn nhục dục thỏa mãn quyền lực thỏa mãn trò chơi cùng với thăm dò cùng với thỏa mãn sanh dục thế nhưng về sau ta phát hiện ra bạch viễn đối với rất nhiều chuyện sẽ không cảm thấy vui vẻ chỉ cảm thấy nhàm chán y thích sự tình kích thích cũng thích sự vui vẻ do đồ ăn mang đến nhưng không nhiều lắm về phần tiền tài nhục dục quyền lực những vật này bạch viễn lại càng là phiền chán đến cực điểm địa phương y chân chính cảm nhận được vui vẻ là trò chơi cùng với thăm dò vào trước khi rời khỏi nông trường bạch viễn đã nói với ta một đoạn văn đổng niệm ngư hỏi y nói cái gì y nói tiên sinh ta đã càng ngày càng không vui vẻ có lẽ là trò chơi nông trường đối với ta mà nói đã không có thú vị ta muốn chơi một trò chơi với ngài tỉnh nhất vuốt ve ghế giữa gỗ lim trong giáo đường đó cũng là lúc ta phát hiện ra rằng những thứ duy nhất trên thế giới này có thể khiến Bạch Viễn quan tâm là trò chơi và thăm dò, ta cũng chỉ là một phần trong trò chơi của Y, tuy Y cuối cùng vẫn đã chết rồi. Nhưng cũng đừng tỏ ra đồng tình với loại người này, con của ta, ngươi hà tất phải nhớ mãi không quên đối với một người vô tâm. Bạch Viễn không có tâm, đây có lẽ là một cái thuyết pháp hợp lý nhất. Đổng niệm ngư lắc đầu, ta chỉ muốn hỏi rõ ràng một số chuyện, nếu quả thật như người nói, y tại sao lại có con của mình bạch vụ chuyện cho tới bây giờ trong nhân quả của tỉnh nhất tự nhiên không thể bỏ qua sự tồn tại của bạch vụ gã hiểu được ý tứ trong lời nói của đổng niệm ngư ngươi hoang mang tại sao bạch viễn không có mang ngươi đi dù sao ngươi cũng giống như đứa trẻ kia tài năng của ngươi cũng không thua kém nàng đổng niệm ngư không có phủ nhận qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng lựa chọn năm đó của bạch viễn khiến cho nàng rất bất ngờ. Bạch Viễn nếu như mang đi bản thể thì cũng thôi, thế nhưng người Bạch Viễn mang đi, rõ ràng cũng là một cổ phân liệt thể. Đồng dạng đều là phân liệt thể, Đổng Niệm Ngư không rõ tại sao chỉ có mình bị từ bỏ. Hiện giờ biết được, Bạch Viễn có con, đứa bé kia nàng đã gặp. Cho nên Đổng Niệm Ngư rất khó không nghĩ về một phương diện nào đó. Đổng Niệm Ngư mặc dù có tinh thần lực cường đại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, thậm chí ảnh hưởng đến tồn tại họ tỉnh, lại cuối cùng cũng không phải có thị giác của thần. Nàng cũng sẽ bị rất nhiều chuyện mê hoặc. Tỉnh nhất cười nói, ngươi cho rằng y không có mang đi bản thể sao? Người cho rằng cổ phân liệt thể y mang theo kia, liền không phải là một quân cờ sao? Đỗng niệm ngư không hiểu nhìn tỉnh nhất. Tỉnh nhất cũng nói một bộ phận chân tướng, cổ phân liệt thể y mang đi kia, chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, một sản phẩm tiêu hao dùng để vây khốn tỉnh tam mà thôi, ta đã nói rồi, Bạch Viễn không có tâm, cho dù là bản thể của các ngươi, ở trong mắt Bạch Viễn, cũng chỉ là một hiện đạo cụ. Bạch Viễn có lẽ đích xác có con của mình, nhưng hãy tin tưởng ta, bản thân đứa bé này, đối với Bạch Viễn mà nói, cũng chỉ là một bộ phận trò chơi cùng với thăm dò mà thôi. Người hiểu rõ Bạch Viễn nhất thế giới này, có lẽ ở trong mắt của những người hiểu rõ tình hình, đều cho rằng là 10 bích. Dù sao thì 10 bích mới là địch nhân vốn có của Bạch Viễn nhưng đây là một cái âm mưu chỉ có tỉnh nhất mới thật sự là người nhìn thấu bạch viễn một người không có tâm làm ra bất cứ chuyện gì cũng chỉ là để mình đạt được niềm vui thú ngươi có lẽ có thể đồng tình một chút với con của bạch viễn bởi vì tuổi thơ của hắn nhất định không thể nào thoải mái thậm chí còn kém hơn những đứa trẻ trong nông trường đây là một câu nói thật đổng niệm ngư lại càng khó chịu nếu như tiểu ngư kiền cũng chỉ là đứa trẻ bị bạch viễn vứt bỏ như vậy kết hôn cùng với Bạch Viễn, có phải hay không chính là bản thể có tinh thần lực khổng lồ kia? Nàng đến cùng vẫn là đã tức giận, có chút nhục chí mà hỏi, bản thể của ta rốt cuộc là hạng người gì? Nàng cam tâm bị Bạch Viễn lợi dụng như vậy sao? Nàng chính là mẹ của Bạch Vũ sao? Hai vấn đề này, Đổng Niệm Ngư cũng rõ ràng, tỉnh nhất cũng không nhất định biết đáp án. Trong 700 năm, tỉnh nhất một mực biết, Đổng Niệm Ngư hận Bạch Viễn, chỉ là loại hận này lại xuất phát từ tình yêu đơn phương gã cũng một mực lợi dụng điểm này khiến cho đẳng niệm ngươi làm việc cho chính mình rất nhiều vấn đề tỉnh nhất tránh mà không đáp nhưng đến hiện giờ tỉnh nhất cho rằng sẽ không còn có biến cố mọi thứ chắc chắn sẽ đi theo hướng méo mó cho nên lần này gã lần đầu tiên nói về phần bản thể của ngươi nàng có phải là mẹ của bạch vụ hay không ta không biết nhưng nàng là một tồn tại như thế nào ta có thể nói cho ngươi biết bản thể. Trong nội tâm của Đổng Niệm Ngư, nếu như nói nam nhân muốn hiểu rõ nhất là Bạch Viễn, như vậy nữ nhân muốn hiểu rõ nhất chính là bản thể. Người đã phân liệt ra nàng cùng với Đổng Ngư Kiền, cùng với một đống lớn phân liệt thể, sản phẩm tiêu hao, không có ý thức. Ở trong thành phố ác đọa, đoạ, thủ đoạn thôi miên những ác đọa đó chính là dựa vào những sản phẩm tiêu hao này. Đương nhiên, không ít sản phẩm tiêu hao cũng là do tinh thần lực của Đổng Niệm Ngư phân liệt ra. Tinh thần lực của Đổng Niệm Ngư đủ để ở trong phạm vi toàn thế giới, sửa chữa một bộ phận nhận thức của mọi người. Tinh thần lực của Tiểu Ngư Kiền đủ để xây dựng cung điện ký ức khổng lồ, hoàn thành một lần tinh lọc tồn tại họ tỉnh chân chính trên ý nghĩa. Hiện giờ Đổng Niệm Ngư đã hiểu. Vào thời điểm Bạch Viễn ra đi, cũng mang đi bản thể, mà Tiểu Ngư Kiền chỉ là một cổ phân liệt thể, một tầng ngụy trang. Nàng không thích Tiểu Ngư Kiền ngây thơ kia, nhưng không thể không thừa nhận, mình và nàng đều có được lực lượng cường đại là tồn tại cực kỳ tiếp cận bản thể ít nhất ở trong nhận thức của đổng niệm ngư mình đã là một cổ phân liệt thể hoàng mỹ có thể tranh giành cao thấp cùng với bản thể chỉ là kế tiếp tỉnh nhất chậm rãi nói ra chân tướng lại làm cho đổng niệm ngư ý thức được chính mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng bản thể tinh thần lực là một loại đồ vật như thế nào tỉnh nhất đặt câu hỏi này trước đương nhiên đây chỉ là một lời dẫn gã không cần động niệm ngư trả lời, tinh thần lực, vào trước khi méo mó hàng lâm, mọi người đều cho rằng là ý chí. Là tâm tình khuếch trương, thực ra bây giờ cũng vậy, chỉ chẳng qua lực lượng giếng, ngọn nguồn của toàn bộ méo mó, bắt nguồn từ những tâm tình tiêu cực của con người, cuối cùng chuyển hóa thành tinh thần lực, tinh thần lực lại ảnh hưởng hiện thực. Vì vậy người sẽ thấy thế giới này rất duy tâm. Ví dụ như có người khát vọng bảo vệ người khác, vì vậy sau khi hoàn thành méo mó hóa, sẽ có một thần năng lực dị biến loại hình thủ hộ có người khát vọng mang đến tiếng cười vì vậy sau khi hoàn thành méo mó hóa y có thể khiến cho người khác cưỡng ép phát ra tiếng cười có người khao khát tiền vì vậy tiền càng nhiều lực lượng của gã sẽ càng cường đại cũng có người khát vọng tình cảm gia đình vì vậy ở trong một phạm vi nhất định nàng có thể cưỡng chế làm cho người ta trở thành cha mẹ của nàng có người khát vọng cứu rỗi người khác đi đến cuối cùng cùng với tất cả mọi người cùng vì vậy những người khác sau khi chết đi sẽ hóa thành ánh mắt bên trong bóng bay tỉnh nhất nói chậm lại giếng cho phép mọi người thực hiện những mong muốn nhất định trong trái tim của họ nhưng nó chỉ là đang đáp lại những tâm tình này ngươi có thể coi giếng là vật chứa tinh thần lực mong muốn và tâm tình của tất cả mọi người trên thế giới đều ở trong giếng giếng lợi dụng tinh thần lực cường đại chuyển hóa những mong muốn tâm tình này thành đủ loại lực lượng ảnh hưởng đến hiện thực mà bản thể của các ngươi chính là một tồn tại như vậy. Một phiên bản thu nhỏ của cái giếng, một cái giếng đang sống. Nói đến đây, tỉnh nhất nhìn về phía đông niệm ngư, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được biểu tình kinh hải của đảng niệm ngư. Cõi yên vui 700 năm trước, đích xác có đội hình cường đại. Bạch viễn, ca rô, ca bích, ca chuồng. Từng người trong bọn họ đều là kẻ có thể một mình đảm đương một phía, đáng để cho ta hảo hảo tài bồi, nhưng trong bốn người này, chỉ có bản thể của các ngươi là không thua kém sự hiện hữu của ta. Tỉnh nhất nói đến đây, hơi dừng lại, nghĩ tới một ít cố sự, tầm 10 giây sau, gã mới lên tiếng một lần nữa, tuy ta có năm đệ đệ muội muội, nhưng ta hoàn toàn bất đồng cùng với bọn họ, bởi vì chỉ có ta, xem như là một cổ phân liệt thể chân chính, người phân liệt ra ta, chính là chúa tể vĩ đại cho nên cũng chỉ có ta, sẽ không lung lay tín niệm. Thuyết pháp của tỉnh nhất kỳ thật cũng có vấn đề nhất định, thực ra còn có một người tuy hơi tầm thường nhưng ở trong năm tồn tại họ tỉnh còn lại kiên định đứng ở một phương méo mó chỉ là bị bạch vụ đánh bại hết lần này đến lần khác mà thôi ta tiếp nhận những đứa trẻ này cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một đứa bé sở hữu tinh thần lực lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới hiện thực nói như vậy có lẽ có chút bảo thủ quanh người của nàng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít ảo giác thực chất hóa Liền ngay cả ta cũng không có cách nào biết rõ ràng ngọn nguồn của cổ lực lượng này. Tỉnh nhất kỳ thật có một chút nhận thức đối với cổ lực lượng kia, đó là một loại lực lượng cường đại do thiên phú mang đến. Có lẽ đứa bé kia còn chưa có thức tỉnh loại thiên phú kia, nhưng cũng đã có thể thấy được một ít manh mối. May mà, lực lượng của ta cuối cùng vẫn ở bên trên nàng. Mà nàng vào thời điểm tâm tình ổn định, lực sẽ suy yếu không ít, vì vậy trong một thời gian dài, tuy nàng cảm nhận được thống khổ lại bởi vì dược vật không thể sản sinh quá nhiều tâm tình ta ý thức được đứa bé này cũng không ổn định chỉ có thể được sử dụng như một nhà máy để liên tục sản xuất đơn vị tinh thần lực cường đại mà không phải được sử dụng như một đơn vị chiến đấu bởi vì khi nàng mất kiểm soát sẽ vô cùng đáng sợ những sự kiện này bạch viễn cẩn thận vẫn là tìm được mánh khóe y nhận thấy bản thể của ngươi tuy một mực uống được vật thần chí không rõ nhưng cách một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có thanh tĩnh ngắn ngủi vì vậy bạch viễn cuối cùng vẫn là tìm được nàng kế hoạch chạy trốn của bọn họ cũng đã ra đời vào thời điểm đó tỉnh nhất đứng lên chuyển hướng sang đồng niệm ngư hiện tại xem ra tinh thần lực cường đại đến một trình độ nhất định là có thể dễ dàng bỏ qua thân thể của mình bản thể của các ngươi chính là cư trú ở trong cơ thể của bạch viễn nhưng chênh lệch giữa bạch viễn và ta quá lớn về cường độ thân thể ta xem như thân thể bất hủ hơn nữa theo tuổi tác gia tăng tinh thần lực của bản thể các ngươi còn có thể không ngừng gia tăng nói tóm lại bạch viễn tuy rất ưu tú nhưng với tư cách là vật chứa của bản thể các ngươi y còn chưa có đủ tư cách chuyện sau đó ta cũng không biết có lẽ cái chết của bạch viễn có quan hệ với chuyện này hay hoặc là bạch viễn bởi vì chuyện khác mà chết nhưng con của bạch viễn ở trong mắt của ta không phải là do bản thể của các người sinh ra tỉnh nhất có thể dò xét nhân quả Mặc dù Bạch Viễn, quái nhân mặt nạ thứ nhất, Tiểu Ngư Kiền, đều sửa lại danh tự, cũng không có cách nào hoàn toàn lẫn tránh tỉnh nhất. Chỉ là tỉnh nhất sẽ không giống như tỉnh lục, tốn công tốn sức lạm dụng lực lượng nhân quả. Hoặc là nói, ở trên phương diện lực lượng nhân quả, tỉnh nhất cũng không có cách nào làm được toàn diện như tỉnh lục. Nhưng đây cũng là một loại may mắn. Dù sao tỉnh nhất cũng rất rõ ràng, người đùa bẩn nhân quả, cũng sẽ hãm sâu ở bên trong nhân quả, Tỉnh Lục chính là một cái ví dụ. Tóm lại, ở trong mắt của Tỉnh Nhất, Bạch Viễn tử vong có khả năng nhất định là vì không thể gánh chịu tinh thần lực cường đại mà chết. Chỉ là Tỉnh Nhất cũng không biết. Bạch Viễn về sau đi đến một cái địa phương có thể áp chế hết thảy méo mó. Tại cái địa phương kia, Bạch Viễn còn sống. Tuy cuối cùng vẫn đã chết rồi. Nhưng tất cả truyền thừa cũng đã hoàn thành cho nên đừng có sản sinh chấp niệm đối với một người vô tâm một người không thể vượt qua về phần bạch viễn ta sẽ đáp ứng ngươi đợi đến khi chủ nhân trở về hoàn thành dung hợp cùng với ta gã sẽ lợi dụng giếng để hoàn thành nguyện vọng người gặp được bạch viễn tỉnh nhất đi tới trước mặt đổng niệm ngư dùng ngón trỏ nâng cầm của đổng niệm ngư nói ngươi phải nhớ kỹ người thuộc sở hữu của ai đừng có làm chuyện phản bội chúng ta ở trong thời gian ta bế quan quản lý nông trường cho tốt Đổng niệm ngư như thể còn ở vào chấn kinh, vài giây sau mới lên tiếng. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không có đáp ứng tỉnh nhất. Thẩm thù nguyệt, khúc lan, đã bắt đầu thăm dò ở trong nông trường. Nếu như tỉnh nhất thật sự là phân liệt thể của An Pha, ở trong nông trường này, có lẽ thật sự tất dấu bí mật càng thêm ngọn nguồn. Chỉ là tất cả những điều này, cũng là một canh bạc. Đổng niệm ngư chỉ có thể cầu nguyện, tỉnh nhất bị thương thật nặng, bởi vậy mà lơ là dùng lực lượng nhân quả giám thị nông trường. Tại thành phố Đằng Lâm, hiện giờ nhân loại có ba cứ điểm sinh tồn lớn. Chỗ tránh nạn thành phố Bách Xuyên, thuyền cứu nạn ở khu vực Bắc Hải bên ngoài Sương Mù, cùng với thành phố Tan Thiết bên trong Mai Nam. Những địa phương này đều tụ tập một lượng lớn nhân khẩu, nhưng có rất nhiều địa phương, còn cất giấu một ít nhân loại lẻ tẻ. Ví dụ, trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất, có một cựu người giàu nhất thế giới, Triệu Mổ. Ví dụ như tại thành phố Đằng Lâm, có hàng chục nhà khoa học. Cách đây không lâu, các nhà khoa học đã lấy lại tinh thần chiến đấu vì sự xuất hiện của hai nam nhân, một cao một lùng. Cũng là cách đây không lâu, Bạch Vũ dự định nhờ cậy các nhà khoa học tạo ra vũ khí có thể khắc chế ác đọa, sau đó gia tăng phần thắng ở trong trận chiến thủ vệ tòa tháp. Đây là một trong những hậu thủ khi Bạch Vũ bắt đầu kế hoạch. Nhưng hậu thủ này vô dụng, ngược lại là tiền nhất tâm đã phát huy tác dụng siêu phàm chẳng qua hiện tại vô dụng không có nghĩa là về sau cũng không có tác dụng đạt được tin tức tòa tháp thất thủ các nhà khoa học càng thêm cảm nhận được trách nhiệm trọng đại đặt ở trước kia bọn họ sẽ trở nên càng thêm tiêu cực nhưng chứng kiến hai người bạch vụ tử vong hơn một ngàn lần đổi lấy thành phố đằng lâm sau cơn mưa trời lại sáng thấy được vào giáo sư còn đeo trên lưng đồ vật trầm trọng hơn so với mình các nhà khoa học cũng không còn ý nghĩ từ bỏ ở trong trận chiến thủ vệ tòa tháp các nhà khoa học nghiên cứu vũ khí cuối cùng vẫn không thể đi đến chiến trường. Cho đến ngày nay, cũng bởi vì không ngừng phát hiện ra lỗ thủng mới, mà dẫn đến chậm chạp không thể xong việc ở trong quá trình nghiên cứu phát minh, bởi vì cần tìm kiếm ác đọa làm thí nghiệm, cho nên không thể không mạo hiểm đi ra ngoài đối phó với ác đọa. Đây không thể nghi ngờ là một sự tình rất nguy hiểm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. May mà số không không thể đến chiến trường vì trợ giúp bạch vụ, vào thời điểm này đã thành lập liên hệ cùng với tòa nhà khoa học kỹ thuật Đằng Lâm. Sau đó, tạ hành tri cũng đạt được tin tức. Số không hy vọng tạ hành tri có thể dẫn người hiện trợ các nhà khoa học. Vì vậy trong trận chiến thủ vệ tòa tháp, lúc ấy Yến Tự tại chuẩn bị đi đến quảng trường phía đông tầng dưới cùng, tham dự trận chiến thủ vệ tòa tháp, nhưng Yến Tự tại, cuối cùng không có xuất hiện. Bởi vì tạ hành tri kịp thời đi đến, mang Yến Tự tại đi. Tạ Hành Tri có tri thức vật lý cường đại, không kém gì Tạ Anh Kiệt 700 năm trước, lực lượng của Yến tự tại, thì thích hợp phát động cứu viện trong chớp mắt nhất. Tuy rất muốn cùng nhau tiến thối với các tướng sĩ tòa tháp đối phó méo mó, nhưng Yến tự tại vô cùng rõ ràng. Thành phố Đằng Lâm có lẽ cũng có khả năng cải biến tương lai. Đối mặt với thế gian méo mó to lớn, có lẽ dựa vào lực lượng của nhân loại, thật sự có thể tự cứu. Cho nên y lựa chọn ở lại thành phố Đằng Lâm, cùng với tạ hành trì, bảo hộ các nhà khoa học. Trong tòa nhà khoa học kỹ thuật Đăng Lâm, đám người Tất Vân Hà, Phó Lỗi, đang thử nghiệm nghiên cứu mới nhất của bọn họ. Trước mắt xem ra, vẫn như cũ là xa xa không đủ, chúng ta đối phó, nếu như chỉ là ác đọa phổ thông thì cũng thôi. Hầu hải ngôn thở dài, muốn đối phó với phó ác đọa cường đại, chúng ta phải đi nơi nào tìm mẫu vật. Không có mẫu vật, thí nghiệm tiếp theo, liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở trên lý luận khó lỗi cũng biết tính mâu thuẫn ở nơi này Yến tự tại cùng với tạ hành tri đều rất cường đại Nhưng bọn họ tuy cường đại Lại cũng không phải là đối thủ của ác đọa đỉnh cấp Thành phố Đằng Lâm còn có ác đọa đỉnh cấp sao? Ác đọa đỉnh cấp nhất kia Đã bị bạch vụ liên thủ với ngũ cửu chém giết Ác đọa tại thành phố Đằng Lâm tuy tiến hóa rất nhiều lần Nhưng những con ác đọa này Không có một con nào có thể đạt tới cấp bậc méo mó Muốn tìm ác đọa cường đại hơn, cũng chỉ có thể rời khỏi thành phố Đằng Lâm. Nhưng một khi rời khỏi thành phố Đằng Lâm, thân thể bất tử liền bị phá vỡ. Đó có lẽ sẽ được không bù mất. Nếu không, chúng ta liền tiến hành theo lý luận, dùng mẫu vật mạnh nhất thu được cho đến nay, tiến hành theo giá trị lý thuyết của tham số nhân với 10 cấp 10 ác đọa mạnh nhất thành phố Đằng Lâm hiện nay, đủ để trở thành ác đọa đỉnh cấp đúng không? Hầu Hải Ngôn cảm thấy như vậy. Nhưng phó lỗi bác bỏ, sức tưởng tượng của nhân loại rất cường đại, nhưng có đôi khi cũng rất có hạn. Ác đoạ đỉnh cấp sở dĩ được gọi là đỉnh cấp, nằm ở khả năng tái sinh đáng sợ của chúng, chấp niệm vân vân, chúng ta phải triệt để áp chế ác đoạ, không thể dùng giá trị lý thuyết. Mà là nhất định phải, nhất định phải tìm được một ác đoạ cường đại nhất, tất vân hà lại nóng nảy, phó giáo sư, ngài nói thật nhẹ nhàng, ác đoạ như vậy, căn bản không có khả năng tìm được, 700 năm trước chúng ta không thể làm được, bây giờ lại càng không thể làm được các nhà khoa học rất bất đắc dĩ bất đồng cùng với tuyệt vọng nếu là tuyệt vọng bọn họ ngược lại là không có áp lực lớn như vậy chính là bởi vì không muốn từ bỏ nên áp lực trong nội tâm càng tăng lên ở bên ngoài tòa nhà khoa học kỹ thuật đằng lâm nhóm ác đọa đã không còn tụ tập ở ngoài tòa nhà bởi vì thần của chúng vào trước đó không lâu đã bị hai nhân loại đánh chết cũng bởi vì tòa nhà khoa học kỹ thuật đằng lâm xuất hiện hai thủ hộ giả mới những con ác đọa này đại khái cũng đoán được không có khả năng còn có cơ hội giết chết các nhà khoa học để đạt được tiến hóa quy tắc này theo trái tim của tỉnh tứ tan rã đã biến mất bằng không các nhà khoa học cũng có thể thông qua không ngừng tử vong chế tạo ra một con quái vật cường đại bởi vậy tại thành phố đằng lâm nhân loại cùng với ác đọa thậm chí có một loại cân đối tuy ngẫu nhiên yến tự tại cùng với tạ hành tri sẽ đánh chết một ít ác đọa cung cấp một ít mẫu vật nhưng tổng thể, ác đọa cùng với các nhà khoa học ở thành phố Đăng Lâm, xem như không ai đụng đến ai. Chỉ là hôm nay, hết thảy phát sinh cải biến. Tất cả ác đọa đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi đêm đến, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng khổng lồ. Cứ như thể màn đêm buông xuống trong chớp mắt. Nhưng hiện ở mới là buổi trưa, ban đêm làm sao có thể sẽ buông xuống ở thời điểm này. Nhóm ác đọa có chút khó hiểu, ở sâu trong linh hồn cũng có chút sợ hãi cùng với bất an nhưng đúng là vẫn có ác đọa có lá gan rất lớn nhô đầu ra, bước ra khỏi bóng tối. Vào giờ khắc này, rất nhiều ác đọa hình thù kỳ quái, đều cùng nhau ngẩng đầu. Chúng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sợ hãi ở sâu trong nội tâm, càng ngày càng mãnh liệt. Thiên không biến thành một mảnh tinh không. Tinh không như bàn cờ, ngôi sao như quân cờ, phản phất như toàn bộ chân lý vũ trụ, đều hiện ra trong bàn cờ này. Ở phía dưới tinh không, trong con đường nào đó tại thành phố Đằng Lâm, một nam nhân toàn thân bị màn sương mù đen bao phủ, trong mắt mang theo khí tức hoài niệm, đang đi trên mảnh đất này. Trước đó không lâu, y bị một gã đầu trọc đưa vào trong không gian thần bí, cho dù là sử dụng luân hồi, cũng không có cách nào thoát đi. Nhưng sau đó không lâu, y dựa vào vũ lực của chính mình, cưỡng ép đột phá phiến không gian kia. Y vốn là quái vật đáng sợ nhất thế gian. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh tự cầm tù trong tinh không, y vẫn luôn không dám đi đến tòa thành phố này. Y sợ hãi chính mình sẽ bởi vì rơi vào điên cuồng mà một lần nữa tạo thành sai lầm lớn. Nhưng hiện tại, dựa vào luân hồi, Y có thể vẫn luôn bảo trì thanh tĩnh, rốt cục cũng dám bước vào mảnh địa phương 700 năm chưa từng bước vào này. Quái vật khiến cho toàn bộ ác đọa sợ hãi, chính là một người hoặc ác đọa mạnh nhất hiện giờ có thể đánh với an pha một trận, tỉnh tứ. Tòa nhà khoa học kỹ thuật Đằng Lâm vẫn dễ làm cho người khác chú ý. So sánh cùng với các tàn tích thành phố khác, tòa nhà này gần như giống như cách đây 700 năm. Tỉnh Tứ vẫn còn một số ký ức về khoảng thời gian điên cùng 700 năm trước. Nội tâm của Y không thể nghi ngờ là tràn ngập ấy nấy. Khí thế cường đại của tỉnh Tứ, mảnh lĩnh vực ngôi sao ống ánh trên đỉnh đầu kia, khiến cho vô số ác đọa rút lui. Cách đây không lâu, Bạch Vụ liên thủ với ngũ cửu, chém giết trái tim của tỉnh Tứ. Trái tim của tỉnh Tứ tuy trải qua 700 năm không ngừng tăng cường, lại vẫn có chênh lệch to lớn không thể lấp đầy cùng với bản thể tỉnh tứ. Trái tim của tỉnh tứ đã khiến cho những con ác đọa này sợ hãi, huống chi là bản thể tỉnh tứ. Chẳng qua tỉnh tứ cũng không có trực tiếp đi đến tòa nhà khoa học kỹ thuật đằng lâm. Y đầu tiên là nghĩ đến bù đắp sai lầm. Tỉnh tứ sau khi tỉnh táo, vào thời điểm trận chiến thủ vệ tòa tháp xảy ra, y bị tỉnh nhất ngăn chặn, về sau lại bị tiền nhất tâm đánh bại. Chẳng qua quá trình tiền nhất tấm đánh bại tỉnh tứ, Khác với quá trình đánh bại Tỉnh Nhất. Quá trình đánh bại Tỉnh Nhất, gọn gàng mà linh hoạt, thể hiện ra tính áp đảo cường đại, toàn bộ quá trình không có một động tác dư thừa, không có một câu nói nhảm. Chỉ là đơn thuần khiến cho Tỉnh Nhất không thể khôi phục trong thời gian ngắn, khiến cho Tỉnh Nhất rõ ràng ý chí thế giới là không thể chống đỡ. Mà đối với Tỉnh Tứ, tiền nhất tâm hơi hao phí một ít thời gian, một phương diện là thực lực của Tỉnh Tứ đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, một phương diện khác lúc ấy cả thấy được hai loại khả năng tương lai. Vì sáng tạo cơ hội cho bạch vụ, giảm bớt trên lệch chiến lược hai bên địch ta, tiền nhất tâm cuối cùng không có trọng thương tỉnh tứ. Bằng không cho dù tỉnh tứ là người sở hữu luân hồi, tiền nhất tâm cũng có biện pháp khiến cho tỉnh tứ không thể phát huy lực lượng thời không. Vì để cho tỉnh tứ trở thành chiến lược có hiệu quả, tiền nhất tâm lưu đầy tỉnh tứ, cũng nói điều gì đó với tỉnh tứ. Ngoài cảm giác ấy nấy đối với đào hành tri 700 năm trước, còn có lời nói này của tiền nhất tâm dẫn dắt tỉnh tứ đi tới đây cho dù thi thể to lớn đã tiêu tán nhưng tỉnh tứ vẫn là nhớ lại chuyện năm đó y dùng oán hận ngập trời nguyền rủa tòa thành phố này mà trong toàn thành phố này bị lời nguyền ảnh hưởng sâu nhất chính là đào giáo sư vào thời điểm tỉnh tứ đi tới nghĩa trang thấy được rất nhiều bia mộ quen thuộc trong đó có bia mộ của quái nhân mặt nạ thứ nhất ở trong trí nhớ của tỉnh tứ là mình đã giết người bạn thân đã giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác. Vô hạn hối hận hiện lên. Tỉnh Tứ kinh ngạc nhìn bia mộ, nhớ lại cảnh tượng mình giao thủ với Tiền Nhất Tâm. Lĩnh vực giống ngược, quả nhiên lợi hại, nếu như ta không nghiêm túc một ít, nói không chừng cũng sẽ bị thương, thân thể của Tỉnh Tứ tan thành từng mảnh, chưa từng nghĩ tới sẽ có một tồn tại cường đại trọng thương chính mình ở trong lĩnh vực giống ngược. Y có thân thể bất hủ, cũng vào một khắc này cảm giác được chính mình có lẽ thật sự sẽ chết nhưng tiền nhất tâm cũng không có làm như vậy dựa vào luân hồi ngươi có thể khôi phục rất nhanh nhưng ta chính là bản thân thế giới ta cũng có thể chế tạo ra lĩnh vực không có khái niệm thời gian cùng với không gian ngươi rốt cuộc là ai tĩnh tứ hỏi tiền nhất tẩm bao bọc trong ánh vàng lạnh lùng nói ngươi không cần biết ta là ai nhưng người đã thanh tĩnh người nên biết vì cô em gái điên cuồng kia của ngươi Ngươi đã hủy diệt bao nhiêu người chân chính xem ngươi là người thân Nếu như tiếp tục coi tỉnh lục là chấp niệm Trong tương lai ngươi có thể sẽ trở thành địch nhân của nhân loại Ngươi sẽ giết chết toàn bộ người đã từng tin tưởng người Tương lai như vậy Ta có thể cho người thấy được Phản phất như nói sao làm vậy Theo tiếng nói của tiền nhất tâm rơi xuống Tỉnh tứ như là ở trong khoảng thời gian ngắn Đã trải qua một cuộc đời dài dằng dặc ở trong cuộc đời dài dằng dặc này tỉnh tứ không ngừng chinh chiến tìm kiếm tỉnh lục đối địch với bạch vụ đối địch với an pha đối địch với tỉnh nhất cũng là địch với toàn bộ nhân loại y không tính thông minh bị an pha đùa bẩn vòng vòng ngoài mặt thì an pha là địch nhân của y an pha cũng chưa bao giờ lôi kéo tỉnh tứ những lợi dụng tỉnh lục an pha luôn có thể khiến cho tỉnh tứ chuyển hướng mũi nhọn sang nơi khác ở trong tương lai tỉnh tứ vẫn luôn ở vào trong thống khổ y vẫn luôn nghi hoặc tại sao những người tin tưởng mình đó, cuối cùng cũng bị chính mình hại chết. Lúc trước là vì tỉnh lục, về sau là vì an pha. Vừa vặn y là người trong cục, sẽ luôn không thể phát giác được. Thẳng đến khi tiền nhất tấm dung hợp lực lượng thời không cùng với tinh thần lực cường đại hơn, trực tiếp sáng tạo ra một khả năng trong tương lai. Ở trong khả năng này, tỉnh tứ đã chứng kiến sự ngu ngốc của chính mình dưới góc nhìn của người thứ ba. Tiền nhất tâm rất hài lòng với bộ dáng thống khổ của tỉnh tứ, gã vẫn như cũ là ngữ khí hờ hững chọn sai đường vô luận giải dụa như thế nào đều là sai nhưng người còn có một tính khả năng khác ta sẽ cho người thời gian suy nghĩ nhất định khi người đi ra khỏi phong ấn của ta đi đến thành phố đăng lâm đề cập đến thành phố đằng lâm tỉnh tứ hiển lộ vô cùng do dự thành phố đằng lâm ta không dám tiến đến chỗ đó ta đã từng phạm phải sai lầm không thể tha thứ tiền nhất tâm nở nụ cười khó lường ngươi ở cái địa phương kia đã giết chết hai người xem ngươi như bằng hữu nhưng vào trước đó không lâu bạch vụ đã khiến cho người bị người nguyền rủa kia lấy được giải thoát lấy được tiêu tan thành phố đằng lâm không có bị lời nguyền phá hủy lưng của nhân loại vẫn cao ngất về phần một sai lầm khác ngươi phạm phải có thể được tha thứ hay không chỉ có người đi đến cái địa phương kia mới có thể có được đáp án trước khi rời đi tiền nhất tâm nói với tỉnh tú hãy đưa ra lựa chọn của ngươi đừng có làm một người không quyết định đừng có phạm phải sai lầm vào 700 năm trước, suy nghĩ cho tới bây giờ, tỉnh tứ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi tới thành phố Đằng Lâm. Nhìn bia mộ của quái nhân mặt nạ thứ nhất, nhìn hai thanh vũ khí đã biến mất, tỉnh tứ suy đoán, bạch vụ đã tới. Cũng chính là bạch vụ, để cho vào giáo sư lấy được giải thoát. Y cho rằng tiền nhất tâm cuối cùng đã sai rồi, chính mình tới thành phố này, cảm nhận được vẫn chỉ có hối hận. Y suy đoán tiền nhất tâm chỉ là cho rằng, các nhà khoa học ở thành phố đằng lâm còn sống điểm này tỉnh tứ đã cảm nhận được đồng thời đào giáo sư lấy được giải thoát có lẽ tiền nhất tâm cho rằng nói như vậy chính mình liền có tư cách được tha thứ thế nhưng như thế này là xa xa không đủ ở trong nội tâm của tỉnh tứ chuyện giết chết quái nhân mặt nạ thứ nhất này y vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình nhất là sau khi nhìn thấy tương lai mà tiền nhất tấm bày ra tỉnh tứ càng thêm không thể tha thứ cho chính mình thế giới này vốn là có anh hùng nhưng bởi vì ta toàn bộ bọn họ đều biến mất nắm chặt tay tâm tình tiêu cực khổng lồ suýt nữa thôn vệ tỉnh tứ y phản phất như sẽ bởi vì ấy nấy mà rơi vào điên cuồng nhưng ở trong chớp mắt luân hồi sắp phát động tỉnh tứ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cùng với vài cổ khí tức cường đại khác điều này thật sự rất kỳ lạ người giết ta đang tế bái ta cảm thấy ấy náy đối với phần mộ của ta như thế cũng không có ý nghĩa, không bằng qua nói với ta một tiếng xin lỗi. Thanh âm quen thuộc cùng với khí tức quen thuộc, khiến cho tỉnh tứ sớm đã không có tim, trái tim đập mạnh. Y đột nhiên quay người, cho dù không có luân hồi, những điên cuồng sắp thôn vệ Y cũng tản đi như thủy triều. Ở trước người tỉnh tứ là vài tồn tại cường đại. Mà một tồn tại trong đó, đeo mặt nạ mà Y quen thuộc. Anh hùng quái nhân mặt nạ thứ nhất, lâm duệ vô số ký ức hội tụ trong mắt tỉnh tứ tràn ngập hơi nước quái vật mạnh nhất đương thời lại rơi nước mắt hứa vệ cùng với hai người săn đuổi rung động không thôi bọn họ cũng không biết quan hệ giữa quái nhân mặt nạ thứ nhất cùng với tỉnh tứ chỉ biết tỉnh tứ là một con quái vật một con quái vật mà toàn bộ bọn họ gộp lại cùng một chỗ cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại quái vật lại rơi nước mắt quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Ở sâu trong nội tâm của tỉnh tứ, chính mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Sự mặc cảm cùng với ấy nấy trong nội tâm là không có ai có thể lau đi. Trừ phi là ngọn nguồn ấy nấy. Ngọn nguồn chính là quái nhân mặt nạ thứ nhất. Quái nhân mặt nạ thứ nhất tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy thi ban. Những thi ban này cũng là do tỉnh tứ ban tặng. Ở trong vòng khép kín đã được mở ra kia, hai đời quái nhân mặt nạ đều chết ở trên tay Tỉnh Tứ. Tử vong luân chuyển, khiến cho thi bạn đã trở thành dấu vết không thể phai mờ. Quái nhân mặt nạ thứ nhất đã biết hết thảy, biết kiếp trước kiếp này của mình. Y cũng hoàn toàn có lý do không tha thứ cho Tỉnh Tứ, thậm chí vào một khắc bị Tỉnh Tứ trọng thương, y đối với Tỉnh Tứ là có phẫn nộ cùng với thất vọng. Chỉ là đi tới thành phố Đăng Lâm sau khi thấy được tỉnh tứ y đã cải biến ý nghĩa quái nhân mặt nạ thứ nhất ngược lại không phải là lòng thánh mẫu phát tác mà là có thể cảm nhận được tỉnh tứ đối với khống chế tâm tình của mình đã khác với trước đây đồng thời muốn phát động đại trận phong ấn một lần nữa phong ấn an pha ở trong tòa tháp mới yêu cầu người sở hữu lực lượng thời không hơn nữa lực lượng thời không càng nhiều càng tốt y là một hứa vệ là một hai người sở hữu vạn tượng pháp thân Tuy không nắm giữ lực lượng thời không, thế nhưng bởi vì sự đặc thù của bản thân, cũng cuối cùng có thể có được lực lượng thời không. Mà Tỉnh Tứ hiện giờ còn có được luân hồi. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Tỉnh Tứ nếu như có thể gia nhập, tính khả năng phong ấn thành công sẽ càng cao. Quái nhân mặt nạ thứ nhất đi đến gần Tỉnh Tú, người chết bò ra từ trong mộ, người lại không có gì để nói. Tỉnh Tứ đương nhiên muốn nói chuyện Thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không có cách nào nói ra tâm tình Phật phòng to lớn trong nội tâm. Cuối cùng, y ôm quái nhân mặt nạ thứ nhất. Đúng vậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lúc đó đã đánh mất lý trí, giết người không phải là bản ý của ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tỉnh tứ không ngừng lặp lại lời xin lỗi. Điên cuồng trong 700 năm, khiến cho y cho dù đã tỉnh lại, cũng có chút ngốc nghếch. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần trí của y đã sớm khôi phục. Chỉ là vào giờ khắc này, tỉnh tứ vẫn khóc như một đứa trẻ. Hai người săn đuổi vốn dĩ như lâm đại địch không biết làm sao. Mà hứa vệ, người luôn giàu tình cảm và là một người nói nhiều trên đường đi, cũng khóc ồ lên theo. Chỉ là người khác khóc, sẽ có bầu không khí bi thương, hứa vệ khóc liền làm loãng bầu không khí này đi rất nhiều. Quá cảm động làm cho ta nhớ đến ảo ảnh 195 và ảo ảnh 227 trong tưởng tượng của ta bất ngờ tái hợp. Họ đã ôm nhau và khóc như thế này. A à, tuy rằng ta chỉ mới gặp qua người đeo mặt nạ, hoàn toàn không biết người trước mắt, nhưng ta có thể thấy được bọn họ là hai người không ngại thế tục cùng nhau bước tới. Lời miêu tả không rõ ràng này khiến cho thân thể của quái nhân mặt nạ thứ nhất cứng đờ. Hai nam nhân đã lâu mới gặp lại, ôm nhau là chuyện bình thường lại bởi vì miêu tả của Hứa Vệ, khiến cho quái nhân mặt nạ thứ nhất không được tự nhiên. Vì vậy quái nhân mặt nạ thứ nhất chậm rãi thoát ra, Trấn An Tỉnh Tứ nói, "Ta tha thứ cho ngươi." Tỉnh Tứ một câu ngắn ngủn, giống như cởi bỏ xiềng xích trói buộc Tỉnh Tứ 700 năm, Tỉnh Tứ khóc to hơn một chút. Rất lâu sau đó, nghĩa trang này rốt cục cũng trở lại bình thường. Hai người săn đuổi, Hứa Vệ, Tỉnh Tứ, quái nhân mặt nạ thứ nhất có thể nói toàn bộ chiến lược nhân loại cường đại nhất tập kết tại thành phố đằng lâm điều này tự nhiên rất phi thường quái nhân mặt nạ thứ nhất cũng nói tỉnh tứ chuyện đã qua để cho nó qua đi chủ nhân méo mó đã phá tháp từ trong tòa tháp thế giới này địa phương lưu cho nhân loại sinh tồn đã càng ngày càng ít sa vào trong thống khổ quá khứ tự tra tấn mình đã không có ý nghĩa nếu người muốn chuộc lỗi vậy hãy trở thành một anh hùng thực sự chúng ta không thể tưởng tượng chủ nhân méo mó sẽ làm gì nhưng hiện tại mấy người chúng ta chính là hy vọng lớn nhất của nhân loại ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta quái nhân mặt nạ thứ nhất sau khi nói xong lời nói này người săn đuổi phát ra một tiếng hừ lạnh tính nguy hiểm cùng với tính không thể kiểm soát của y chẳng lẽ ngươi không biết người săn đuổi này chính là người săn đuổi trên chuyến bay tử vong mạo hiểm chạy trốn từ trong tay tỉnh tứ tỉnh ngủ bạch vụ kia Y đã quen tự cho mình là người săn đuổi, dẫn đến danh tự này cũng trở thành tên của Y. Mà một người săn đuổi khác là có danh tự nhân loại, Y liền đứng ở bên người hứa vệ. Vào trước đó không lâu, chính là người săn đuổi thứ hai này cứu Doãn Sương. Một đoạn chuyện của phức tạp trước kia, rốt cục cũng không giấu được. Y vốn đã tâm như tro tàn, chỉ là trong trận chiến tòa tháp bị hủy diệt ấy, Y đúng là vẫn đi đến tòa tháp. Vì vậy gặp được con gái của mình, Doãn Sương lại về sau với tư cách là một trong những người khắc bia đá gặp một người khắc bia đá khác quái nhân mặt nạ thứ nhất quái nhân mặt nạ thứ nhất giảng thuật kế hoạch của mình chuẩn bị một lần nữa để cho tòa tháp vây khốn an pha người khắc bia đá nguyên bản tâm như tro tàn là không có ý định tham gia kế hoạch vô cùng có khả năng là tự tìm chết của quái nhân mặt nạ thứ nhất này nhưng cuối cùng y vì đạt được sự tha thứ của con gái chứng minh chuyện năm đó y là thân bất do kỹ chứng minh y cũng là người đối kháng với méo mó gia nhập quái nhân mặt nạ thứ nhất vì vậy một kế hoạch oanh liệt được khởi động người khắc bia đá cũng đi theo quái nhân mặt nạ thứ nhất cùng với hứa vệ tìm kiếm một người săn đuổi khác chuyện này rất dễ dàng bởi vì nguyên nhân thiên khải người khắc bia đá rất nhanh tìm được người săn đuổi hai người săn đuổi quái nhân mặt nạ thứ nhất hứa vệ liền bởi vậy mà tập kết cùng một chỗ mà người khắc bia đá cùng với người săn đuổi vốn là đồng nguyên. Y từng có được rất nhiều thân phận, cũng từng có được rất nhiều danh tự, danh tự hiện giờ, cũng là danh từ cuối cùng của Y, tên là Doãn Hạc. Nhân vật sắm vai cuối cùng là người hầu của kẻ thống trị tòa tháp. Cố sự phức tạp giữa Doãn Sương cùng với Doãn Hạc, quái nhân mặt nạ thứ nhất ở trong quá trình tập kết mọi người, ít nhiều gì cũng biết một ít. Y rất bội phục cô gái tên là Doãn Sương kia, nếu như không phải là nàng, chính mình căn bản không có khả năng nói động doãn hạt tóm lại trong khoảng thời gian này quái nhân mặt nạ thứ nhất đã chế định kế hoạch hình thức ban đầu cũng ở trong khoảng thời gian này những người mạnh nhất của trận doanh nhân loại đã được tập hợp lại quái nhân mặt nạ thứ nhất nói không có ai có thể giống như người sáng tạo tòa tháp lấy sức một mình phong ấn chủ nhân méo mó cho dù nắm giữ phương pháp phong ấn cũng cần lực lượng của mấy người tỉnh tứ nếu như đứng ở phía chúng ta Phần thắng của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều Hứa vệ nói Nhưng chỉ dựa vào mấy người chúng ta bày trận Vẫn còn chưa được sao Quái nhân mặt nạ thứ nhất gật gật đầu Đúng vậy Quá trình phong ấn an pha Cũng sẽ mở ra thông đạo diến Dựa theo thuyết pháp bên trong gợi ý Chúng ta nhất định phải tìm một cái mặt trận Yêu cầu của cái mặt trận này Ta nhớ được người đã nói Càng cường đại càng tốt Nếu không liền để quái vật trước mắt người làm mắt trận người săn đuổi cũng không có hảo cảm đối với tỉnh tứ. Ở trong mắt người săn đuổi, mấy tồn tại họ tỉnh, đều là ngọn nguồn méo mó. Thậm chí tất cả mọi người trên thế gian đều là một bộ phận của méo mó. Nếu như không phải là sự việc phong ấn chủ nhân méo mó có liên quan trọng đại, y sẽ không tiếp nhận hợp tác cùng với quái nhân mặt nạ thứ nhất. Ngược lại là Doãn Hạc, đã thay đổi quan điểm của mình về nhiều thứ, so sánh với một người cũng là người săn đuổi, chẳng phải thù hận đối với méo mó sau khi được doãn sương nói động doãn hạt đã có giác ngộ bất cứ giá nào ở trong quá trình chúng ta thi triển phong ấn có thể chiến đấu cùng với chủ nhân méo mó chuyện này chỉ có tỉnh tứ làm được hơn nữa bản thân tỉnh tứ cũng có được lực lượng thời không tỉnh tứ không thể được coi là mắc trận Quái nhân mặt nạ thứ nhất phủ định cái đề nghị này tỉnh tứ không rõ ràng cho lắm đối với việc mấy người này xuất hiện đối với lão ca xuất hiện y còn ở trong một loại trạng thái phát mộng doãn hạt bỗng nhiên mở miệng người phải giống như tỉnh tứ có thân thể gần như bất hủ hơn nửa nội tâm thiện lương kiên định chỉ có người như vậy mới có thể trở thành mắt trận chỉ là người như vậy thật sự tồn tại sao mọi người rơi vào bên trong trầm mặc người tâm địa thiện lương là có không ít nhưng người có thân thể bất hủ thì gần như không có cường độ mắt trận quái nhân mặt nạ thứ nhất rất rõ ràng tầm quan trọng rời khỏi cung điện ký ức của tiểu ngư kiền quái nhân mặt nạ thứ nhất cầm về toàn bộ ký ức phong ấn an pha sau đó y liên hệ với người khắc bia đá hai người đều rất rõ ràng chỉ cần mắc trận bất tử nhóm môn đồ của an pha liền ngay cả cơ hội tìm được tòa tháp cũng đều không có muốn thân thể bất hủ nói dễ vậy sao trong lực lượng thiên phú cùng với năng lực dị biến mặc dù có năng lực hệ tái sinh những loại năng lực này đều là đề thăng tốc độ khôi phục sinh mệnh người săn đuổi nói. Y càng hy vọng tỉnh tứ có thể đóng vai trò là mắt trận. Chẳng qua người săn đuổi vô cùng rõ ràng, tỉnh tứ có lẽ là người duy nhất, có thể chính diện ngăn chặn chủ nhân méo mó, khiến cho người còn lại cùng với mắt trận cùng nhau thi triển trận pháp. Hơn nữa từ một khía cạnh nào đó mà nói, tỉnh tứ cũng không phải một người có tâm địa thiện lương. Lúc đầu bọn họ còn đang phát sầu vì hai vấn đề, làm như thế nào ngăn chặn chủ nhân méo mó, cùng với làm như thế nào chọn mắt trận hiện giờ ngược lại là đã giải quyết xong một vấn đề người săn đuổi tiếp tục nói bất hủ chân chính cũng không phải là tái sinh cực hạn trong trạng thái gần chết mà là có thể thật sự lẩn tránh tử vong điểm này cũng chỉ có sáu môn đồ méo mó kia là có thể làm được tỉnh tứ tuy không hiểu lắm về trận pháp nhưng ít nhiều gì y vẫn là có thể nghe được một ít mánh khóe đám người kia hiện tại cần một người có thân thể bất hủ như mình y đưa ra cái nhìn của mình vậy lựa chọn các huynh đệ khác của ta lời này vừa nói ra mọi người nhìn tỉnh tứ lộ ra thần sắc quái dị người khắc bia đá doãn hạt nói các huynh đệ khác của ngươi thế nhưng là ngay cả điểm tâm địa thiện lương này đều không dính nổi bọn họ đều là nanh vuốt của chủ nhân méo mó quái nhân mặt nạ thứ nhất cũng nói ta cũng đã từng cân nhắc ý nghĩ này có lẽ có thể lợi dụng viện bảo tàng ký ức tiến hành thay thế ký ức Mượn cách này để tinh lọc tồn tại họ tỉnh Nhưng rất tiếc bằng hữu của ta đã không có biện pháp làm được điểm này Nàng lúc trước tinh lọc tỉnh tam Liền suýt nữa dẫn đến thế giới ký ức bị thôn phệ Tỉnh tứ nhíu mày Ở trong những người này Y là không am hiểu suy tư nhất Nhưng ở trong những người này Y cũng là hiểu rõ tồn tại họ tỉnh nhất Tỉnh tam đã chết đi Hoặc là nói không phải đã chết rồi Mà là tự hoàn thành một cuộc chuyển giao sinh mệnh lực Tỉnh lục bị lưu vong vào trong khu vực giếng hỗn độn Tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ coi như xong, người này cực kỳ trung thành đối với chủ nhân méo mó. Tỉnh nhất lại càng không khả năng. Tỉnh tứ rất rõ ràng, đại ca không đồng nhất cùng với tất cả mọi người, đại ca là không có khả năng phản bội chủ nhân méo mó nhất. Thậm chí có thể nói, đại ca chính là chủ nhân méo mó, ở trong thời gian phong ấn là hóa thân ngoài tòa tháp. Cho nên cuối cùng, Tỉnh tứ nghĩ tới nhị ca. Tỉnh nhị. Có thân thể bất hủ và lòng từ bi chỉ là loại từ bi này là bị ký ức bóp méo nhưng tỉnh nhất cho đến tỉnh lục đã từng ở bên trong thế giới giả tưởng vỏ trứng có được kinh lịch tương tự tỉnh tứ cũng biết một chút ký ức về nhị ca theo y đại ca tỉnh nhất là ý chí của chủ nhân méo mó mà nhị ca thì là do nhân loại chân chính chuyển hóa thành hơn nữa nhị ca là người thiện lương nhất trong đáy lòng của mọi người sở dĩ lựa chọn nhị ca chỉ sợ cũng là chủ nhân méo mó cố ý khảo thí hiệu quả của nghi thức vỏ trứng nếu như ngay cả thánh tăng như nhị ca cũng đều có thể thay đổi như vậy đằng sau chủ nhân méo mó đương nhiên có thể yên tâm sử dụng nghi thức vỏ trứng tĩnh tứ đã từng tiếp xúc với thế giới giếng theo một phương thức khác với bạch vụ bạch vụ tiến vào thế giới giếng là lực lượng méo mó hô ứng cùng với giếng ở trong vỏ trứng mà tĩnh tứ tiến vào thế giới giếng là bởi vì ngoại lực, sự trợ giúp của người chế tạo tòa tháp. Cũng bởi vậy, thân thể của tỉnh tứ đã được ngâm trong kết tinh méo mó thực sự, nước giếng. Ý chí thì đi đến tầng hai thế giới giếng tràn ngập trật tự, thành phố giếng. Chỉ là bước điên tỉnh tứ, kỳ thật không phải là nước giếng. Trong 700 năm, tất cả mọi người cho rằng tỉnh tứ điên cuồng là không chịu được sự méo mó cường đại của nước giếng. Đây chỉ là một bộ phận, chân chính khiến cho Tỉnh Tứ điên chính là thái độ chưa quyết định của Tỉnh Tứ ở giữa quân khởi nghĩa và bảy đại tập đoàn. Ở thế giới giếng, mọi thứ đều có ý nghĩa tượng trưng trong thế giới thực, có một đặc tính tương phản nào đó. Cho nên Tỉnh Tứ phát điên. Nhưng Tỉnh Tứ cũng bởi vậy thoát khỏi gông xiềng của chủ nhân méo mó. Võ trứng bao phủ ở bên trên ý chí, vì vậy mà vỡ vụn. Tỉnh Tứ sở dĩ nghĩ tới những thứ này là bởi vì y rất rõ ràng, võ trứng giam cầm tư tưởng là có thể bị đánh nát chỉ cần để cho nhị ca tìm về ký ức chân chính của chính mình thoát khỏi tầng vỏ trứng kia có lẽ một cái mặt trận hoàn mỹ nhất liền ra đời vì vậy kế tiếp vào lúc mọi người đi đến tòa nhà khoa học kỹ thuật đằng lâm chuẩn bị tụ hợp thế lực nhân loại trên đường đi tỉnh tứ nói ý nghĩ của mình ra ấn tượng của quái nhân mặt nạ thứ nhất đối với tỉnh nhị ngược lại là rất mỏng bởi vì tỉnh nhị đích thực là một người không tranh quyền thế thế nhưng làm thế nào để phá vỡ vỏ trứng vậy thì phải lẻn vào nông trường tìm kiếm đáp án tại nông trường tĩnh tứ nói quái nhân mặt nạ thứ nhất nói vị trí của nông trường chỉ sợ là ngay cả ngươi cũng không biết Tỉnh tứ lắc đầu y thật sự là không biết vị trí của nông trường người săn đuổi những năm gần đây cũng vẫn muốn tìm được nông trường quái nhân mặt nạ thứ nhất trốn ra từ nông trường nhưng trốn ra không có nghĩa là còn có thể tìm về nông trường như thể chính là một cái địa phương không thể bị tìm được kế hoạch này cũng bởi vậy tạm thời mắc cạn mọi người không khỏi có chút nhục chí nông trường không thể nghi ngờ là một chỗ rất mấu chốt nhưng thậm chí biết điểm này cũng không có cách nào lợi dụng điểm này xem ra chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác quái nhân mặt nạ thứ nhất trong chấn tinh thần mọi người cũng tạm thời chuyển dời mục tiêu khỏi chuyện này không tìm được nông trường cũng là chuyện không có cách nào khác cũng không thể chờ mong có người vừa vặn xuất hiện từ trong nông trường. Rất nhanh hai người săn đuổi, tỉnh tứ, hứa vệ, quái nhân mặt nạ thứ nhất, của lực lượng mạnh nhất của doanh trại trật tự này, đi tới tòa nhà khoa học kỹ thuật Đằng Lâm. Vào thời điểm bọn họ bước vào tòa nhà khoa học kỹ thuật Đằng Lâm, các nhà khoa học bên trong liền đã biết. Mà thân ảnh của tỉnh tứ, trong 700 năm qua, bọn họ cũng chưa từng quên. Có thể nói, tỉnh tứ là cơn ác mộng của mỗi người. Vào thời điểm tỉnh tứ đến gần tòa nhà này, trên mặt của mỗi người đều nổi lên sợ hãi. Lãnh Tỉnh. Lãnh Tỉnh. Tay của Phó Lỗi có chút trung, lại vẫn cố gắng hết sức để trấn tĩnh tất cả các nhà khoa học trên tầng 22. Mọi người giống như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, thậm chí có người còn muốn đập kính chạy trốn. Sự giày vò này không kéo dài lâu, bởi vì rất nhanh, họ liền phải bắt đầu đối mặt với con quái vật đáng sợ nhất trong lòng tỉnh tứ. Vào thời điểm tỉnh tứ xuất hiện ở trước mặt mọi người, không còn có thể thấy được một tia trấn tĩnh nào trên mặt của ai. Tất cả mọi người đều không thèm che giấu sợ hãi. Quái nhân mặt nạ thứ nhất rất rõ ràng nguyên nhân, hai người săn đuổi, còn có hứa vệ tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng không có nói chuyện. Yến tự tại thế nhưng đã từng gặp tỉnh tứ một lần tại thành phố Bách Xuyên. Đối với Yến tự tại mà nói, tỉnh tứ căn bản chính là tồn tại không thể ngăn cản, y đứng ở trước mặt mọi người chuẩn bị chống tự nhưng rất nhanh yến tự tại thấy được mặt nạ quen thuộc trên thắt lưng của một ai đó vì vậy trong lúc nhất thời y có chút mộng ngược lại là tạ hành tri có tốc độ phản ứng rất nhanh y thấy tỉnh tứ không hề có sát khí nhìn hứa vệ nói nhiều bên trong chỗ tránh nạn mơ hồ hiểu được trái tim của y kích động không thôi loại vận khí này cũng không thấy nhiều nhóm nhà khoa học này thiếu một đối tượng thí nghiệm ác đọa đỉnh cấp. Hiện tại, một đối tượng thí nghiệm tối thượng nhất được đưa tới cửa. Tại nông trường, thẩm thù nguyệt mặc đồng phục y tá của mẹ, đồng phục y tá hơi có vẻ rộng thùng thình vẫn không che được vẻ đẹp của nàng. Một người mẹ mỹ lệ, tóm lại sẽ khiến cho bạn nhỏ thích. Biến cố nông trường gặp phải trước đó không lâu, trong nội tâm những đứa trẻ này cũng rất sợ hãi. Bọn chúng đều là những đứa trẻ thông minh nhất đến từ các nơi trên thế giới, ít nhiều gì cũng có thể trong biến cố lúc trước đoán được ý nghĩa của mình tại nông trường một số ít đứa trẻ bắt đầu phản kháng còn có một số ít đứa trẻ thì bắt đầu ẩn nhẫn chủ nông trường tin nhất đối với những điều này tự nhiên là biết được chỉ là tỉnh nhất hiện giờ sự tình có thể làm được không nhiều lắm cả cần từ từ triệt để tiêu trừ đủ loại thủ đoạn mà ý chí thế giới đâm vào trong cơ thể mình chuyện này cần phải mất một khoảng thời gian chẳng qua tỉnh nhất cũng không để ý trong 700 năm, chủ nhân méo mó vĩ đại một mực bị phong ấn, nhân loại cũng đã từng chủ đạo thế giới, liền ngay cả nhân loại lúc đó, cũng không có cách nào cải biến cái gì. Chẳng lẽ ở trong đoạn thời gian mà tiền nhất tâm cưỡng ép đẩy ra này, là có thể cải biến thế cục sao? Về phần lũ trẻ trong nông trường, đồng niệm ngư sẽ trấn an bọn chúng. Cả giữ lại đồng niệm ngư, chính là nhìn chúng tinh thần lực cường đại của đồng niệm ngư. Đồng niệm ngư cũng đích xác không để cho tỉnh nhất thất vọng ít nhất ở dưới sự dẫn dắt của Đổng Niệm Ngư, toàn bộ lũ trẻ nông trường đều an tĩnh lại. Lực lượng của Đổng Niệm Ngư có thể cải biến cách nhìn đối với một ít sự vật của nhân loại, có thể áp chế tâm tình tiêu cực của mọi người. Nàng biết sự đáng sợ của tỉnh nhất, cho nên xác thực làm những gì gã nói. Chỉ là tương tự như vậy, cũng cho Khúc Lan cùng với Thẩm Thù Nguyệt một ít đặc quyền. Đổng Niệm Ngư cũng không hoàn toàn lao đi một ít cảnh giới đối với nông trường của một ít đứa trẻ có tư chất rất cao. Những ca, quy di tương lai đó, kỳ thật cũng đã ở dưới sự ám chỉ của Thẩm Thù Nguyệt cùng với Khúc Lan, chậm rãi hợp thành liên minh thăm dò nông trường. Đúng vậy. Khúc Lan có thể biến thành bộ dáng của bất luận kẻ nào. Năng lực này khiến cho Khúc Lan có thể nhanh chóng dung nhập vào bên trong những đứa trẻ này. Thẩm Thù Nguyệt cùng với Khúc Lan, ý thức được muốn thăm dò nông trường, còn phải dựa vào sự hợp tác của những đứa trẻ này bạch viễn lão ca mười bích lúc trước không phải đều là dùng thân phận trẻ em nông trường thăm dò nông trường suy nghĩ cẩn thận điểm này vai trò của thẩm thù nguyệt cùng với khúc lan chính là loại mẹ hoàn toàn tỉnh ngộ muốn dẫn dắt bọn nhỏ tìm được tự do kia muốn làm được điểm này năng lực dị biến của khúc lan là không thể bỏ qua công lao tóm lại ở dưới dẫn dắt tinh thần của đổng niệm ngư ở dưới ngụy trang ngoại hình của khúc lan cùng với ở dưới sự diễn xuất của thẩm thù nguyệt bọn nhỏ nông trường trên dưới một lòng toàn bộ lũ trẻ nông trường đều rất rõ ràng bọn chúng không phải là thế hệ vàng so sánh với thế hệ vàng trong truyền thuyết chạy khỏi nông trường 700 năm trước bọn chúng có rất nhiều khiếm khuyết nhưng lần này đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở bởi vì bản thân cha bị trọng thương hơn nữa cha càng thêm chú ý biến cố ngoài nông trường có phóng túng nhất định đối với nông trường bọn chúng không thể vượt qua bốn ca kia lại có thể khiến cho chính nông trường toàn bộ nhóm ca tương lai tụ họp lại tiếp thu ý kiến quần chúng để lừa dối một phen liên tiếp mấy ngày ở trong thời gian lũ trẻ chơi đùa những bạn nhỏ có tư chất tốt nhất nông trường này cũng bắt đầu tìm kiếm bí ẩn trong nông trường năm đó bạch viễn cùng với mười bích dựa vào lực quan sát của mình tìm được cấm địa nông trường về sau nông trường chuyển dời tấm địa liền ngay cả đổng niệm ngư cũng không biết Lũ trẻ hiện giờ tuy kém bạch viễn cùng với 10 bích, nhưng bọn chúng có nhiều người. Bọn chúng tương đối mà nói là tự do hơn. Ở dưới tình huống tỉnh nhất không có biện pháp giám thị, dưới sự hiệp trợ của cao tầng nông trường cùng với hai người mẹ, điều kiện của bọn chúng đối với thế hệ vàng năm đó mà nói, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Vào ngày thứ 11 sau khi đảng niệm ngư trở về, nông trường số 1, căn phòng tỉnh nhất đã từng dùng để đối thoại cùng với tỉnh ngư kia, một cô bé 9 tuổi từ chất ca cơ, tịch lâm, tìm được một hốc tối. Chỉ là muốn tìm được hốc tối cũng không khó, nhưng khó ở chỗ, phải tìm ra phương pháp cởi bỏ hốc tối. Cuối cùng người giải mã được mật mã, là một đứa trẻ có thiên phú toán học cường đại, ca bích thích tịch lâm, tư ý. Tư ý đã thức tỉnh thiên phú, nhưng cũng giống như ca bích 700 năm trước, đã ẩn tàng điểm này. Hiện giờ vì để cho ca cơ tịch lâm vui vẻ, y cuối cùng đã quyết định bại lộ thiên phú của mình dựa vào thiên phú toán học cường đại, tư ý phá giải mật mã, tiếp đó dựa vào trình tự thiên phú 65, không kiên kỵ gì, cởi bỏ phong tỏa đến từ méo mó. Tư ý cùng với tịch lâm vào buổi tối đi ngủ, vào thời điểm mẹ tới dò xét, đã nói hết thảy cho mẹ, Khúc Lan. Vì vậy 3 giờ sáng ngày hôm sau, Khúc Lan, Thẩm Thù Nguyệt, Đỗng Niệm Ngư, chuẩn bị đi đến nông trường số 1. Nông trường số 1 hiện giờ cực kỳ khủng bố, bởi vì trước đó không lâu tỉnh ngư gọi thân thể chủ nhân méo mó tới, dẫn đến tướng tan vỡ, màn sương mù bao phủ ở phía trên nông trường số 1. Bọn nhỏ đều chuyển dời đến nông trường số 2, chỉ là trong những ngày này, ca bích cùng với ca cơ vẫn luôn không tìm được chỗ cấm địa, quyết định đánh bạo đi đến nông trường số 1 điều tra. Hai đứa trẻ này vẫn thật sự là có chỗ phát hiện ra. Nông trường số 1 tràn ngập màn sương mù đen, hiển lộ quỷ khí dày đặc tại một căn phòng nhỏ ngoài giáo đường đồng niệm ngư nói hãy để lại một người ở bên ngoài ta cũng không biết tinh nhất có thật sự không nghi ngờ chúng ta hay không gã là một người đáng sợ chúng ta phải cân nhắc đến loại khả năng này nếu như tỉnh nhất xuất hiện ít nhất phải có một người có thể thông báo cho chúng ta kéo dài thời gian cho chúng ta thẩm thù nguyệt vốn định làm chuyện này dù sao thì nếu quả thật gặp phải tỉnh nhất nàng có năng lực dị biến truyền thuyết có thể ngăn chặn tỉnh nhất những khúc lan lại xung phong nhận việc nói để ta làm cho tiểu nguyệt lượng người và nàng cùng đi điều tra ta đi canh gác nếu quả thật gặp tỉnh nhất ta ít nhất có thể lừa gạt gã một hồi động niệm ngư gật gật đầu theo nàng muốn dùng vũ lực ngăn chặn tỉnh nhất cho dù là trọng thương tỉnh nhất cũng là ngu xuẩn khúc lan ở lại bên ngoài có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt hơn nữa bên trong cũng có thể sẽ có địa phương cần năng lực của người trong cấm địa không có khả năng chỉ có bí mật lại không có nguy hiểm thẩm thù nguyệt thấy hai người đều đồng ý cũng không nhiều lời cái gì ngươi nên cẩn thận khúc lan gật gật đầu ngươi cũng phải cẩn thận trong tấm địa có lẽ sẽ nguy hiểm hơn sau khi nhắc nhở khúc lan thẩm thù nguyệt liền cùng với đổng niệm ngư đi vào giáo đường tiến vào căn phòng quỷ khí dày đặc kia bí mật của nông trường sắp được vạch trần đường hầm u ám rất dài Nông trường số 1 bị bao quanh bởi sương mù đen, tiểu nguyệt vốn không thể xuyên qua. Mà đường hầm trong cấm địa càng tốt hơn. Phản phất như đang đi ở trong hoàn cảnh ẩm ướt nào đó, thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh tinh tế của những giọt nước rơi vào đá. Ở trong địa phương đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, thẩm thù nguyệt cùng với đổng niệm ngư đi thật lâu. Mới đầu hai người không để ý, nhưng theo thời gian trôi qua, các nàng cảm giác được, chính mình phản phất như đi ở trong một mảnh không gian hư vô loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thẩm thù nguyệt theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, chúng ta đã đi thật lâu, nhưng người có nhận thấy hay không, thanh âm nước nhỏ kia vẫn luôn chưa từng thay đổi, khoảng cách so với chúng ta như thể là giống nhau. Nhưng người quay đầu lại nhìn đi, chúng ta đã không thấy lối vào đầu nữa. Đỗng niệm ngư đang nghe truyện trên TV audio CV ngược lại là đã tập mãi thành thói quen, khái niệm cấm địa, người sẽ không tưởng rằng là mật thất dưới đất gì đó chứ. Thẩm Thù Nguyệt không nói, bên trong tối đen như mực, nàng chỉ là đi tới cần Đổng Niệm Ngư thêm một ít. Đổng Niệm Ngư nhớ lại cố sự, nói, ngươi chỉ cần tiếp tục đi là được rồi, ta khi còn bé đã tới Cấm Địa, lối vào Cấm Địa tuy không đồng nhất, địa phương đi tới là giống nhau. Khi còn nhỏ, ta đã từng có ý đồ chạy khỏi nơi này, nhưng cũng rơi vào khốn cảnh tương tự, có đi như thế nào, cũng phản phất như dậm chân tại chỗ. Đừng dừng lại, đây là một mảnh không gian thần bí nguyên lý cùng với bản thân nông trường là giống nhau nông trường chỉ có một lối vào cái chỗ này cũng giống như vậy nhưng bên trong thế giới lối vào có thiên địa khác thẩm thù nguyệt đã hiểu được địa phương méo mó đến cực điểm tự nhiên không thể dựa theo lẽ thường để phỏng đoán nàng tiếp tục cùng với đổng niệm ngư đi ở trong bóng tối thỉnh thoảng thẩm thù nguyệt sẽ chú ý xúc cảm dưới chân tuy lời giải thích của đổng niệm ngư khiến cho nàng yên tâm một ít nhưng vẫn tràn ngập cảnh giác đối với cái chỗ này Hai người cứ đi ở trong bóng tối, thỉnh thoảng trò chuyện một ít lời. Nhưng cũng chỉ vài câu liền chấm dứt, hai nữ nhân lại lập tức rơi vào trầm mặc. Chỉ có thanh âm giọt nước, thanh âm bước chân như trước. Thế giới tối đen như mực giống như một lối đi dài không có hồi kết. Rất lâu sau đó, thẩm thù nguyệt bỗng nhiên không nhớ ra được mình rốt cuộc đã đi bao lâu rồi. Khái niệm thời gian, phản phất như bị lực lượng nào đó nhiễu loạn. Không chỉ là thời gian, liền ngay cả cảm giác đông tây nam bắc cũng không có. Rõ ràng vốn nên là con đường nhỏ hẹp dài, ở trong chớp mắt nào đó, thẩm thù nguyệt có cảm giác phản phất như mình đang ở trong một mảnh bóng tối rộng lớn. Đổng niệm ngư nói, chúng ta đã cách cấm địa rất gần, cái chỗ này là một tòa nhà tù do tỉnh nhất sáng tạo, cũng là một viện bảo tàng ở chỗ này, cảm giác không gian cùng với thời gian sẽ bị suy yếu rất nhiều, chúng ta bây giờ sẽ đối với lâu và xa, mất đi khái niệm thường có. Một cái không gian có hạn, có thể trở nên rất sâu xa ở trong này, một đoạn thời gian có hạn, có thể trở nên rất dài lâu ở trong này. Động niệm ngư sở dĩ biết những thứ này là vì khi còn nhỏ tiến hành phân liệt, chính là ở chỗ như thế. Muốn thoát đi cái chỗ này, nhưng chỉ cảm thấy xung quanh mình chỉ có bóng tối vô biên. Rõ ràng chỉ mới đi trong giây lát, sẽ sinh ra một loại cảm giác phản phất như đi cực kỳ lâu. Cuối cùng, nàng không thể thoát khỏi nơi này. 700 năm sau lại trở lại cái chỗ này, Đổng Niệm Ngư tự nhiên sẽ không lại giống như 700 năm trước dễ dàng bị cái chỗ này vây khốn như vậy. Nhất là nhiều thêm Thẩm Thù Nguyệt, hai nữ nhân đồng hành, cũng liền từ từ đi vào hạch tâm phiến khu vực này. Phản phất như đi mấy tháng, hoặc là mấy ngày. Lại phản phất như đi mấy trăm dặm, hoặc là hơn 10 dặm. Thẩm Thù Nguyệt cùng với Đổng Niệm Ngư, rốt cục cũng thấy được ánh sáng. Hai bó đuốc vĩnh viễn không tắt treo ở hai bên cánh cổng đồng ánh lửa nhuộm bóng tối gần cánh cổng thành màu vàng thẩm thù nguyệt nói cánh cửa này nếu như chúng ta mở ra chắc có lẽ sẽ không tạo thành tiếng vang gì chứ chúng ta ở trong dị không gian nếu quả thật có động tĩnh ta lúc đầu cũng sẽ không muốn như vậy mới bị người nhận thấy thẩm thù nguyệt nhíu mày cho nên khúc lang căn bản không có khả năng mật báo cho chúng ta đương nhiên đổng niệm ngư ngược lại không che giấu cái gì Vậy ngươi còn để cho Khúc Lan ở lại bên ngoài Thực lực của nàng không bằng ngươi Ở trong cấm địa một khi gây ra một ít cơ quan nguy hiểm Ngươi có thể hữu dụng hơn so với nàng Hơn nữa, nàng xác thực có thể ngăn chặn tỉnh nhất Thẩm thù nguyệt đối với câu trả lời này không phải là rất hài lòng Nhưng bây giờ nàng muốn trở về, cũng không kịp Đẩy cửa ra, thông qua cánh cửa này Chúng ta sẽ đi qua một mảnh hành lang Hai bên hành lang sẽ là hai hàng mật thất mà trong những mật thất này cất giấu rất nhiều tư liệu về lũ trẻ nông trường. Ở cuối hành lang thì là một kho chứa đồ. Chúng ta cần phải tìm tòi kho chứa đồ kia. Về phần cánh cửa này, ta đã quên mở ra như thế nào, chỉ có thể dựa vào vũ lực của ngươi lần lượt phân liệt cùng với dung hợp, khiến cho thẩm thù nguyệt đã sớm có được lực lượng mạnh hơn các ác đoạ cấp chính khác. Nàng cũng không so đo cái gì, liền dựa theo phân phó của đổng niệm ngư, chuẩn bị mở ra cánh cổng đồng cho dù tỉnh nhất có thể để lại rất nhiều cấm chế nhưng những cấm chế này ngay cả bạch viễn năm đó còn không trói được tự nhiên không có khả năng ngăn được thẩm thù nguyệt hiện giờ cánh cổng đồng bị lực lượng kinh khủng của thẩm thù nguyệt cưỡng ép đẩy ra hai bó đuốc trên cổng không ngừng lập lòe cuối cùng quy về bình tĩnh cảnh tượng trong cánh cổng không còn là một mảnh lờ mờ những bó đuốc cháy mãi được đặt trên đỉnh mỗi một căn mật thất mọi thứ giống như đổng niệm ngư nói nơi này chính là từng căn mật thất. Trong mật thất đặt đó tư liệu của rất nhiều đứa trẻ trong 700 năm. Đổng niệm ngư đi vào một căn mật thất, tiện tay lật xem một cuốn sách rất gần đây. Liền thấy được tư liệu của một vị sáu cơ ở nông trường số 3 những năm gần đây. Nội dung bên trong rất đơn giản, giảng thuật dự đoán về tiềm lực của đứa trẻ này, giảng thuật đứa bé này là đến từ nơi nào, những khiếm khuyết về tính cách, vân vân. Cũng cũng dự đoán kết quả cuối cùng của đứa trẻ này, là ở lại nông trường hay là an bài đến thế giới nhân loại hoặc là bị hiến tế tư liệu như vậy có rất nhiều rất nhiều ngoại trừ tư liệu về những đứa trẻ này còn có tư liệu về mẹ thẩm thù nguyệt cũng đọc qua vài tập tư liệu phát hiện ra những mẹ này là hoàn toàn bất đồng có một số là nữ hài tử tới từ nông trường biểu hiện của các nàng là hài lòng hơn nữa có tư chất bình thường không có phát hiện ra nông trường có vấn đề gì những người này theo tỉnh nhất ngay cả tư cách bị hiến tế cũng không có về phần an bài đến thế giới nhân loại ngược lại sẽ bại lộ một ít bí mật vì vậy liền bị an bài vào nông trường làm việc cho nông trường đến chết còn dư lại chính là người ngoại lai nhóm người ngoại lai bị thanh tẩy ký ức cho rằng nơi này thật sự là cõi yên vui là thiên đường của bọn nhỏ thẩm thù nguyệt có một loại cảm giác trở lại sắc vực chung hút lúc trước cũng đã xây dựng một hang ổ bí mật khổng lồ theo cách này chỉ chẳng qua tỉnh nhất xem như thoát khỏi thú vị cấp thấp tỉnh nhất làm những chuyện này một phương diện là vì quan sát nhân loại một phương diện thì là vì an bài một ít quân cờ ưu tú xếp vào thế giới nhân loại cuối cùng là bồi dưỡng đồ ăn hiến tế cho thân thể méo mó ngoài tường đổng niệm ngư nói đi thôi những thứ này đều là bí mật công khai trong nông trường thậm chí không cần đi tới đây ngươi cũng sẽ biết ngươi không hiếu kỳ tư liệu của Bạch Viễn sao? Thẩm Thù Nguyệt hỏi. Đổng niệm ngư lắc đầu, thế hệ của bọn họ kia, các loại đánh giá đều không có ý nghĩa, cho nên tư liệu của bọn họ không ở trong này. Thẩm Thù Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng, tư liệu của Bạch Viễn không có gì đẹp mắt, có lẽ bên trong ghi lại là một ít hiểu lầm của tỉnh nhất đối với Bạch Viễn. Hai người dọc theo hành lang đi đến, hai người bước đi rất chậm, hành lang rất dài, thế cho nên phải đi một hồi lâu sau đó ngừng lại ở trong căn phòng tràn đầy vật phẩm ký linh. Chẳng qua bởi vì các nàng không có phổ lôi nhãn, cũng liền không thể biết tác dụng của vật phẩm ký linh. Thẩm thù nguyệt nhận thấy, động niệm ngư tuy nhìn bình tĩnh, nhưng bước chân quá chậm chạp, vẫn đã bán rẻ ý nghĩ chân thật trong nội tâm của nàng. Các nàng cuối cùng vẫn là đi tới mật thất cuối hành lang. Nếu như bạch vụ ở chỗ này, sẽ phát hiện ra, mật thất rất giống như mật thất lúc trước ra tấn hồng ân trong bệnh viện tâm thần số 9. Vị bác sĩ kia cuối cùng là người của tỉnh Lục, nhưng bác sĩ bên trong bệnh viện tâm thần số 9 có lẽ đích xác có quan hệ cùng với chủ nông trường. Chỉ là bác sĩ đã chết đi, về phần bí mật của gã, không có bạch vụ ở đây, chỉ dựa vào thẩm thù nguyệt cũng không có cách nào điều tra. Tạo hình của tỉnh nhất vẫn luôn là hình tượng bác sĩ mặc áo khoác trắng, điều này cũng ảnh hưởng tới bạch viễn về sau. Thẩm thù nguyệt nhìn căn mật thất kia, lộ ra thần sắc cổ quái. Trong mật thất có những cái lồng không thể bị phá vỡ, còn có các loại kim tiêm rải rác khắp nơi. Điểm khác biệt so với bệnh viện tâm thần số chính là nơi này cùng với nông trường kỳ thật đã không phải là một mảnh không gian, cho nên nơi này không có máy giám thị. Bởi vì cho dù có, máy giám thị cũng không có cách nào truyền đi. Nơi này chính là địa phương ta bị giam giữ khi còn bé. Đằng sau một thất cũng có một cánh cửa, nhưng phía sau cửa là cái gì, ta cũng không biết. Ta khi còn bé, chính là ở chỗ này hoàn thành việc phân liệt tiểu ngư kiền đổng niệm ngư đều là phân liệt thể nhưng các nàng đều là cơ thể cường đại nhất trong phân liệt thế cho nên tiểu ngư kiền cùng với đổng niệm ngư có một thời như vậy đều cho rằng mình là bản thể nếu như tự nhận là bản thể tự nhiên cũng sẽ đưa đến tác dụng của bản thể các nàng cũng sẽ làm sự tình đồng dạng như bản thể phân liệt khác với loại phân liệt vật lý như thẩm thù nguyệt kia tinh thần lực cường đại tạo thành linh hồn phân liệt thể có lẽ sẽ đản sinh ra nhân cách không đồng dạng. Đổng Niệm Ngư cùng với Tiểu Ngư Kiền tất nhiên là không có kinh lịch đồng dạng như vậy, nhưng trên lệch to lớn trên tính cách cũng liên quan đến tính cách không thống nhất của bản thể sau khi phân liệt. Cố sự giống như châm đâm vậy, khiến cho sắc mặt của Đổng Niệm Ngư ảm đạm. Nàng có chút thống khổ nói, đi thôi, mở ra cánh cửa mật thất này, xa hơn, chính là lĩnh vực ta cũng chưa từng đi qua có lẽ chính là địa phương bản thể của ta đã từng ở. Tỉnh nhất đề cập tới bản thể đối với động niệm ngư, bản thể bị tỉnh nhất đánh giá rất cao, giếng biết đi. Loại đánh giá này có thể nói là đánh giá trí cao vô thượng của chủ nhân méo mó. Cho dù tiểu ngư kiền cùng với mình chỉ là phân liệt thể, cũng đều có thể dùng tinh thần lực cải biến thế giới, như vậy bản thể đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là bản thể rốt cuộc là dạng tính cách gì. Bạch Viễn mang nàng đi, thuần túy là xuất phát từ thăm dò cùng với thú vị sao? Thẩm Thù Nguyệt cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực, liền mở ra cửa mật thất. Thế giới tức giấu bí mật càng sâu hơn, hiện ra ở trước mặt nàng cùng với Đổng Niệm Ngư. Mật thất kết nối với một mảnh hành lang khác. Chỉ là so với hành lang trước đó, muốn dài nhỏ hơn một chút. Trong lối vào cuối hành lang, có thể thấy được ánh sáng vàng đậm hai người ở trong quá trình tới gần lối vào các nàng nghe được thanh âm nước chảy giống như không khí và vào mặt nước bong bóng nổi lên từ dưới lên trên mặt nước ánh sáng vàng đậm khiến cho bóng tối càng phai nhạt một ít bên ngoài mật thất ở lối vào cuối hành lang là một không gian rộng hơn mà những ánh sáng vàng đậm đó là do ánh sáng đi qua các thùng chứa ở đây có hơn trăm thùng chứa những vách ngăn thủy tinh trong suốt màu vàng sẫm trong thùng thỉnh thoảng có chất lỏng với những bong bóng nhỏ cùng với người. Đổng Niệm Ngư lộ ra sắc mặt ảm đạm, thân thể lại càng là không tự chủ lay động. Thẩm Thù Nguyệt kỳ thật đã từng gặp qua cảnh tượng như vậy, không phải nàng phân liệt chính là một đống người giống mình như đúc. Thế nhưng ở trong dạng cấm địa này, thấy được một đám phân liệt thể như vậy, một đám nữ nhân tương tự chính thành cùng với Đổng Niệm Ngư, Thẩm Thù Nguyệt vẫn cảm thấy kinh ngạc. Trên trăm thùng chứa như vậy được trưng bày trong không gian rộng lớn trong tấm địa ở trong trí nhớ của đổng niệm ngư mình tuyệt đối không có phân liệt nhiều lần như vậy những phân liệt thế này hiển nhiên đều đến từ một chỗ bản thể nàng không thể tưởng tượng tỉnh nhất lại làm ra sự tình tàn nhẫn như thế đối với bản thể mỗi một lần phân liệt đối với đổng niệm ngự mà nói đều là một loại tra tấn to lớn xé trách linh hồn thành hai mảnh loại miêu tả này đối với đại đa số người mà nói là rất trừu tượng nhưng đối với Đổng Niệm Ngư cùng với Tiểu Ngư Kiền mà nói, đây là một loại miêu tả vô cùng cụ thể. Các nàng đã thực sự cảm nhận được điều đó. Phản phất như mọi thứ trong đầu đều bị xé toạc ra, đủ loại người, vật, cảnh tượng trong trí nhớ đều bị bao phủ bởi những vết nứt. Mỗi một lần phân liệt, thế giới nội tâm đều là một thảm họa hủy diệt thế giới. Mà hiện ra ở trong này là trên trăm cổ phân liệt thể. Những phân liệt thể này tuy đều đang ngủ say, Thế nhưng Đổng Niệm Ngư có thể cảm nhận được lực tinh thần của tất cả các nàng đều cực kỳ cường đại. Tinh thần lực của những phân liệt thế này tất nhiên là kém hơn Tiểu Ngư Kiền cùng với Đảng Niệm Ngư nhưng tùy tiện lấy ra một người cũng đủ để tạo thành thôi miên quy mô lớn hoặc là méo mó hiện thực. Mà hơn trăm tồn tại như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Coi như là Đổng Niệm Ngư cũng không có cách nào đối kháng với hơn trăm cổ phân liệt thể. Chỉ là may mà, những cổ phân liệt thể này như thể cũng không có ý thức của mình nhưng dù vậy đầu bên kia của mảnh không gian này cũng bởi vì những tinh thần lực này mà trở nên bắt đầu vặn vẹo ở phần cuối mảnh không gian méo mó bị tinh thần lực bao trùm thẩm thù nguyệt cùng với đổng niệm ngư đều thấy được một tòa pháp trận lục mang tinh to lớn trên pháp trận có rất nhiều đường văn tỉ mỉ trong điều kiện tầm nhìn ở đây thẩm thù nguyệt cũng không thấy rõ mặc dù thấy rõ các nàng cũng không có cách nào nhận ra những đường văn đó đều là thiên phú văn tự. Muốn đi qua con đường này, ta có thể sẽ hao hết khí lực, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm được đồ vật cực kỳ khủng khiếp. Bên trong lục mang tinh, bày biện ra năm đạo hư ảnh, hư ảnh bị tinh thần lực méo mó, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Phản phất như là năm cái gương mặt. Điều này khiến cho đẳng niệm ngư phát hiện ra một ít mánh khóe. Con đường bị vô số phân liệt thể dùng tinh thần lực bảo hộ, hiển nhiên là vì bảo hộ tòa pháp trận này. Nhưng quỷ dị là tòa pháp trận này, hư ảnh bên trong lục mang tinh hẳn là có sáu đạo mới đúng. Nhưng ở bên trong tại sao chỉ có năm đạo? Phải vượt qua con đường bị tinh thần lực của hơn trăm cổ phân liệt thể bao trùm, không khác gì bạch vụ ban đầu ở tầng 6, đi qua cái hành lang kia. May mà lúc ấy bạch vụ có bạch viễn hỗ trợ, mà hiện giờ thẩm thù nguyệt có động niệm ngư hỗ trợ trên con đường này, ảo giác không ngừng sinh ra. Thẩm thù nguyệt đương nhiên là cực kỳ cường đại, chỉ là đám người phân liệt thể không có ký ức, ý thức ở sâu trong ký ức, toàn bộ là đến từ bản thể. Thống khổ bị phân liệt phản phất như cũng truyền đạt cho thẩm thù nguyệt. Cho dù đổng niệm ngư đang kiệt lực chống cự của lực lượng này, cũng làm cho thẩm thù nguyệt cùng với chính nàng, thống khổ không chịu nổi. Sự cường đại của gia tăng vô hạn, ở chỗ khiến cho thẩm thù nguyệt đối mặt với công kích vật lý, có thể không ngừng phân liệt ra phân liệt thể cường đại giống như bản thân, nhưng đối mặt với công kích tinh thần, liền vô kế khả thi. May mà con đường này không dài, Thẩm Thù Nguyệt cùng với Đổng Niệm Ngư rất nhanh liền đi tới phần cuối. Hai người như là kiệt sức. Liền ngay cả đối phó với Tỉnh Tứ, Thẩm Thù Nguyệt cũng không có loại cảm giác này. Tỉnh Tứ tuy cường đại, gần như dựa vào vũ lực thử nghiệm cực hạn của gia tăng vô hạn. Nhưng trên tinh thần, cuối cùng vẫn biết chính mình có thể còn sống sót, lời tiên tri của tỉnh lục không có sai. Trong nội tâm vẫn luôn có nắm chắc tỉnh tứ sẽ dừng tay ở thời khắc mấu chốt. Nhưng con đường vừa rồi kia, khiến cho thẩm thù nguyệt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chúng ta có phải hay không còn phải trở về từ con đường kia? Mảnh dị không gian này, đằng sau đã không có đường, hiển nhiên lực lượng của chúng ta cũng không đủ để đánh nát dị không gian do tỉnh nhất mở ra, động niệm ngư dù sao cũng đã trải qua loại thống khổ này, tương đối mà nói, thần sắc đỡ hơn một ít so với thẩm thù nguyệt thẩm thù nguyệt không thể tưởng tượng nếu như một người trải qua hơn trăm lần thống khổ như vậy người này còn có thể bình thường sao nàng đối với thế giới này có thể hay không sản sinh ra tấm tình tiêu cực to lớn khó có thể tiêu trừ nàng có thể hay không ghê tởm thế giới này ý nghĩ này cuối cùng không có lan tràn ra bởi vì lực chú ý của hai nữ nhân rất nhanh chuyển dời đến pháp trận lục mang tin tới gần trận pháp này các nàng mới nhìn rõ hư ảnh là năm đạo thân ảnh. Những thân ảnh này, có mấy thân ảnh là hai nàng nhận biết. Tỉnh tứ, tỉnh lục thẩm thù nguyệt phân biệt chỉ vào hai góc pháp trận lục mang tinh. Động niệm ngư thì nhận ra tỉnh nhất. Xem ra, tòa pháp trận lục mang tinh này, như thể có quan hệ cùng với sáu tồn tại họ tỉnh, nhưng tại sao lại thiếu một đạo? Thẩm thù nguyệt nói, có lẽ một tồn tại họ tỉnh trong đó đã biến mất. Tòa pháp trận này đặt ở chỗ sâu nhất cấm địa e rằng ngay cả Bạch Viễn cũng không biết. Đổng Niệm Ngư mặc dù biết Bạch Viễn là đi đến cấm địa sớm nhất, nhưng Bạch Viễn năm đó cũng không có cách nào đi qua con đường này. Tòa pháp trận này, như thể cùng một nhịp thở với sáu tồn tại họ tỉnh, tất nhiên là liên quan với một thứ gì đó của bọn họ, hơn nữa người nhìn đi, chỉ có màu sắc của tỉnh nhất cùng với tỉnh ngũ là màu đen, hư ảnh của chủ nhân ngươi, gần như sắp trong suốt, tỉnh tứ thì là màu trắng, tỉnh nhị là màu xám đổng niệm ngư đã phát hiện ra một ít liên quan chẳng qua tòa pháp trận này có cấm chế cường đại đổng niệm ngư hỏi ngươi có thể phá hủy tòa pháp trận này không không thể thẩm thù miệt lắc đầu tiếp tục nói chúng ta bây giờ có lẽ còn chưa có bị phát hiện ra ta cảm thấy chúng ta nên rời khỏi nông trường đổng niệm ngư rất kinh ngạc ngươi thật vất vả mới đi tới chỗ sâu trong cấm địa liền cứ như vậy rời đi tòa pháp trận này có cấm chế cường đại không phải là cấp bậc như ta có thể cởi bỏ hơn nữa về tòa pháp trận này, ta nghĩ ta hai cũng đã đoán được đồ vật mà nó liên quan. Ngữ khí của thẩm thù nguyệt dần dần vững vàng. Nàng rốt cuộc vẫn là người đã đi ở bên người tỉnh lục khá lâu, so với khúc lan cùng với Chanh tử, thẩm thù nguyệt là người cẩn thận nhất cũng là người có sức quan sát mạnh nhất kia. Thẩm thù nguyệt nói, màu sắc đại biểu cho sự trung thành của bọn họ đối với chủ nhân méo mó. Ta nghĩ như vậy. Vừa vặn, ta cũng thế. Đổng Niệm Ngư gật gật đầu. Nhưng lực lượng của chúng ta không cải biến được cái gì, cho nên chúng ta cần phải trở về, đi tìm một người có thể cải biến hết thảy, Thẩm Thù Nguyệt rất có quyết đoán bắt đầu đi trở về. Muốn một thân một mình thông qua con đường bị tinh thần lực của đám phân liệt thể bao trùm, tự nhiên là không thể nào. Đổng Niệm Ngư cũng trở về theo, đồng thời hỏi, "Ai? Tỉnh Nhị, hoặc là Tỉnh Tứ, Tỉnh Tứ ta không biết tung tích, thế nhưng ta biết vị trí của Tỉnh Nhị ở nơi nào?" tỉnh lục vì tìm được tỉnh tứ, đã từng mang ta đi qua. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải thực hiện vào trước khi tỉnh nhất khôi phục trong nội tâm của thẩm thù nguyệt đã có một cái kế hoạch rõ ràng có thể thực hiện. Đổng niệm ngư nói, Ngươi dự định mang tỉnh nhị tới nông trường bị phá hủy pháp trận này. Đúng vậy, tỉnh nhất trọng thương, nhưng gã bị trọng thương cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Trùng hợp chính là, Bạch Vụ đã thương nặng tỉnh ngủ, ý chí thế giới đã thương nặng tỉnh nhất tỉnh tứ. Chân chính hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chỉ có tỉnh nhị. Động niệm ngư chưa từng nghĩ tới tỉnh nhị đi tới đây sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào, ngươi đang đánh bạc, vạn nhất người đoán sai thì sao? Vạn nhất màu sắc không có nghĩa là cái gì, vạn nhất tỉnh nhị, cũng là trung thành tuyệt đối với chủ nhân méo mó thì sao? Sẽ không đầu, vào thời điểm tỉnh lục chưa biến mất, nàng cũng đã từng nói, đối phó với chủ nhân méo mó, Tỉnh nhị có lẽ cũng có thể lôi kéo thẩm thù nguyệt bình tĩnh đáp lại Tỉnh lục đích xác đã biến mất nhưng lời nói của tỉnh lục ở trong mắt của thẩm thù nguyệt vẫn như trước có giá trị rất quan trọng đổng niệm ngư ngược lại là không nói thêm lời gì nàng bắt đầu đi về hai người một lần nữa tiến vào con đường như địa ngục kia đối với đổng niệm ngự mà nói nhìn thấy bạch viễn là chuyện rất trọng yếu đây vẫn là chuyện nàng muốn làm nhất nhưng thẩm thù nguyệt đoán chắc đồng niệm ngư sẽ giúp trợ chính mình, nàng cũng không biết tỉnh nhị đi đến nông trường sẽ như thế nào. Thẩm thù nguyệt là thủ hộ giả của tỉnh lục, những mục đích cuối cùng nhất của nàng cùng với tỉnh lục là bất đồng. Thẩm thù nguyệt muốn chấm dứt méo mó, tỉnh lục muốn thay thế méo mó. Từ trên căn bản mà nói, thẩm thù nguyệt cùng với bạch vụ là một nhóm người. Hơn nữa kinh lịch trong những năm qua, khiến cho thẩm thù nguyệt đã sớm đã trải qua sự tình thống khổ còn hơn chết cho nên nàng đã sớm có giác ngộ. Hoặc là bị tỉnh nhị giết chết, hoặc là tỉnh nhị sẽ phá hư tòa pháp trận này, xấu nhất chẳng qua là hy sinh chính mình. Về phần động niệm ngư, nàng nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Bởi vì thẩm thù nguyệt rất biết quan sát. Sau khi nhìn thấy hơn trăm cổ phân liệt thể trong thùng, nàng liền biết hình ảnh tốt đẹp duy nhất của tỉnh nhất đã sụp đổ ở trong cấm địa. Có thể đã kích nông trường, Động niệm ngư ở sâu trong nội tâm nhất định là nguyện ý giúp trợ. Thẩm Thù Nguyệt không quen thuộc cùng với Bạch Vụ. Hai người chỉ là từng tiếp xúc mấy lần ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian ở bên ngoài sương mù, Thẩm Thù Nguyệt đã từng ở chung cùng với Ngũ Cửu. Đối với người như Ngũ Cửu, Thẩm Thù Nguyệt không thể không nói, nàng đã từng tuyệt vọng đối với nam nhân tòa tháp. Nhưng Ngũ Cửu khiến cho nàng cảm thấy, trong tòa tháp chưa hẳn không có nam nhân tốt. Có thể trở thành bằng hữu cùng với Ngũ Cửu khiến cho ngũ cửu nhớ mãi không quên, có thể khiến cho Khúc Lan cùng với Chanh tử cũng tin tưởng, tất nhiên không phải là người xấu. Cho nên Bạch Vũ có lẽ cũng đã hy sinh trong trận chiến thủ vệ tòa tháp. Những nhiệm vụ Bạch Vũ giao phó, lẻn vào nông trường này, thẩm thù nguyệt không có ý định bỏ qua như vậy. Tại Bắc Hải, trong thuyền cứu nạn. Vào trước đó không lâu, quái nhân mặt nạ thứ nhất đến đây, du thuyền bắt đầu dọc theo Bắc Hải đi đến trong sương mù, chuẩn bị tụ hợp cùng với thế lực chỗ tránh nạn. Ba đại tướng dưới quyền của Văn Hạo, cộng thêm nhóm người Cốc Thanh Ngọc, Nhiếp Trọng Sơn, Cố Hải Lâm, chuẩn bị xây dựng một tiểu đội, sưu tập mảnh vỡ ghép hình tận thế trên phạm vi lớn. Ở trong lời nói quái nhân mặt nạ thứ nhất đề cập lúc trước, mảnh vỡ ghép hình tận thế được chia làm hai loại. Một loại là cuộn tranh, một loại thì là cá thể đơn độc. Vô luận là loại nào, đều rất trọng yếu đối với triệt để chấm dứt méo mó trong tương lai cá thể đơn độc có thể mang đến năng lực ngoài định mức đó cũng là chuẩn bị cho đại chiến sắp đến lại về sau quái nhân mặt nạ thứ nhất cốc thanh ngọc thuyền trưởng văn hạo chế định kế hoạch sưu tập mảnh vỡ chỉ là quái nhân mặt nạ thứ nhất còn có nhiệm vụ càng trọng yếu không thể không đi đến nơi khác vì vậy thuyền cứu nạn to lớn bắt đầu dọc theo đường biển bắc hải xuất phát về hướng bến cảng thực thành trong sương mù trên đường còn vô cùng có khả năng sẽ đi ngang qua hắc kim đảo hiện giờ tỉnh ngủ trọng thương mọi người ngược lại không để tỉnh ngủ vào mắt chỉ là bên trong thuyền cứu nạn vẫn đã phát sinh một hiện sự tình khiến cho mọi người không tưởng được một trong những nhân loại mạnh mẽ nhất tòa tháp cốc thanh ngọc ác đọa hóa đây không thể nghi ngờ là một đại sự tình muốn sưu tập mảnh vỡ ghép hình tận thế nhất định phải có một nhân loại hiệp trợ văn hạo tương trụ lê hân liễu bệnh thụ nhiếp trọng sơn cố hải lâm những ác đọa này tuy vô cùng cường đại nhưng y theo quy tắc mảnh vỡ ác đọa có thể sử dụng chỉ có một khối trong tay văn hạo thậm chí đã nắm giữ một khối mảnh vỡ điều khiển biển lớn trong đội ngũ nhất định phải có một nhân loại mới có thể sưu tập mảnh vỡ nhưng nhân loại duy nhất có thể có thực lực tổ đội cùng với những ác đọa đỉnh cấp này cốc thanh ngọc ở dưới tình huống dao động tâm tình hoàn toàn bình thường tại địa phương thuyền cứu nạn tuyệt đối không có quy tắc ác tính khác đột nhiên phát sinh ác đọa hóa bộ giáp đỏ tươi bao phủ cốc thanh ngọc vào thời điểm đối phó với Trung hút cốc thanh ngọc đã từng ác đọa hóa lúc ấy hiện ra ở trong mắt bạch vụ là một vị đạo khách cao gầy trên cánh tay mọc ra lưỡi đao thật dài khuôn mặt lạnh lùng toàn thân được bao phủ bởi một bộ giáp kết tinh màu đỏ thẫm lúc trước ngũ cửu ác đọa hóa dẫn đến thiên phú cực độ cân đối mất đi hiệu lực cho nên xét về thực lực tổng thể ngũ cửu ác đọa hóa lại hiếm thấy không có đề thăng quá lớn lần này ngũ cửu ác đọa hóa vẫn bảo lưu bộ dáng lúc ấy chỉ là trên người nhiều hơn rất nhiều chú ấn cổ quái những đồ án chú ấn này phản phất như gông xiền chúng khắc ở trên người ngũ cửu giống như một loại phong ấn phong ấn thứ gì đó bởi vì lúc trước đã từng xây dựng kết nối cùng với lê hữu cho nên trên người ngũ cửu kỳ thật là có rất nhiều năng lực ác đọa chỉ là năng lực dị biến của những ác đọa này cũng không có dẫn đến ngoại hình của ngũ cửu có bất kỳ biến hóa nào bộ dáng và năng lực của ác đọa có liên quan mật thiết đến chấp niệm của nhân loại so với đối phó chung hút ngũ cửu hiện giờ có chấp niệm khác những chấp niệm này thường thường sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của ác đọa thật giống như nhiếp trọng sơn có vẻ ngoài như ác ma da của lưu mộ như tảng đá mà chấp niệm cùng với giác ngộ của ngũ cửu khiến cho ngũ cửu sau khi ác đọa hóa có những chú ấn ở bên ngoài cơ thể đỏ tươi không có ai biết những chú ấn này là xảy ra chuyện gì chỉ là chuyện này hiển nhiên là hoàn toàn không trọng yếu quan trọng chính là bên trong thuyền cứu nạn một người có tâm tình ổn định làm sao sẽ có thể đột nhiên biến thành ác đọa hơn nữa vừa vặn chính là nhân loại cường đại nhất ở nơi này đây không thể nghi ngờ là sự tình vô cùng quỷ dị vào giờ khắc này ở biên giới bắc hải sắp tiến vào vùng biển thực thành văn hạo nhìn ngũ cửu hôn mê bất tỉnh rơi vào bên trong lo nghĩ trước đó chưa từng có loại chuyện này chưa từng phát sinh trước đó không lâu ác đọa kia bỗng nhiên biến thành nhân loại cũng là chưa từng phát sinh tương trụ không thể lý giải một màn này nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha